Chương 1721, chết rồi hai. Tam ca, chúng ta mau về hủ cốt triều trạch đi. Trên khuôn mặt mỏi mệt của thực phù lộ ra vẻ lo lắng. Sắc mặt não quân sư khẽ biến, quả nhiên xảy ra đại sự rồi. Não quân sư võ đầu mình, đầu hắn vỡ ra từ giữa, là một cái nấm màu đen. Hắn lấy cái nấm màu đen đó ra, một tay dùng sức bấm một cái. Nấm đen phun ra rất nhiều bụi rất nhiều. Bụi màu đen lại bao phủ hai người bọn họ. Bụi hơi dây tròn hình thành một vòng xoáy, thân thể của hai người bọn họ cũng trở nên vặn vẹo vòng xoáy hút bụi và hai người bọn họ vào triệt để biến mất trong không khí khi bọn họ đứng vững lại đã xuất hiện trên một cái nấm đen khác to bằng đầu người ở hủ cốt triều trạch đây là bí thuật dịch chuyển cấp tốc của tộc bọn họ nhưng chỗ thiếu hụt của bí thuật này là ở nó cần đào tạo một cái nấm to bằng đầu người cái nấm đó là không thể di động phải cố định nấm đen đến từ cái nấm này nó có thể giúp ma cô yêu có cùng huyết thống trở lại cái nấm cái nấm này bọn họ vừa đứng vững liền phóng tới đồng lầy bọt tím nơi bạch lãnh tôn ở tiểu muội Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cha lại thua rồi không? Não quân sư dẫn theo sau nàng gấp giọng hỏi. chúc Phàm nói hắn đã giết chết mẹ. Thực phù đang chạy vấp về phía trước nạnh ngào nói. Sắc mặt não quân sư trở nên trắng bệch. Hắn vội vàng nói. Không thể, cha có thể giải thể trùng sinh, cho dù không thắng được. Nhưng khi ta chạy tới, không nhìn thấy phấn nấm giải thể bồng binh trong không trung. Thực phù run giọng nói. Bọn họ rất nhanh liên nhìn thấy đầm lầy bốc ra bò tín, nhìn thấy sơn động từ tảng đá to lớn hình thành nó. Cha, cha, ngươi không sao chứ? Lão quân sư mở miệng nói, nhưng bên trong không có ai đáp lại. Thực phù mặc kệ quy củ trước kia bạch lãnh tôn định ra, nàng xông vào đầm lầy bò tín, tiến vào trong động đá. Chỉ là rất nhanh nàng lại thất hồn lạc phách đi ra. Lão quân sư cũng xông vào, sau đó hắn cũng đi ra. Chết để nơi dại, trong dân động vẫn đặt thân thể chuẩn bị dùng để giải thể trùng sinh của cha, nhưng thân thể hiện tại chỉ là vật chết. Thân nấm giải thể trùng sinh không trở về. Ngày, nước mắt thực phù lại chảy xuống. Cha, não quân sư ngơ ngác lẩm bẩm hắn có chút không thể tưởng tượng được cha lại chết như vậy ngươi khóc cái gì mà khóc một thanh âm vang lên bên tai bọn họ thực phù nghe ra đây chính là thanh âm của bạch lãnh tôn nàng vội vàng lau nước mắt nhìn chung quanh một phòng vẫn không nhìn thấy bạch lãnh tôn nàng nhìn về phía não quân sư não quân sư cũng nhìn thực phù tam ca ta không nghe nhầm chứ thực phù hỏi không 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 là cha cha ngươi đang ở đâu não quân sư lại nhìn chung quanh vội vàng hỏi ta ở dưới chân của các ngươi bạch lãnh tôn lạnh lùng nói hai người bọn họ vội vàng cúi đầu nhìn lúc này mới phát hiện một người nhỏ chỉ to bằng bàn tay chính là bạch lãnh tôn thu nhỏ các ngươi cho rằng ta sẽ chết dễ như vậy sao bạch lãnh tôn hờ hững hỏi Mày, ngươi không sao là tốt rồi thực phù mừng quá mà khóc có phải ngươi ở chung với nhân loại đó quá nhiều cũng biến thành yếu đuối rồi không khóc sức mướt còn ra thể thống gì thực phù ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng trên mặt bạch lãnh tôn lộ ra nộ ý nói uổng cho ta còn cho rằng ma chi nhất tộc có thể trở nên cường đại ở trong tay ngươi thực phù vội vàng lau nước mắt không dám khóc nữa cha ngươi không sao chứ não quân sư trước giờ chưa từng thấy bạch lãnh tôn ở trạng thái như vậy hắn rất lo lắng bạch lãnh tôn hừ một tiếng nói ta dám tới tìm hắn sao lại không làm chuẩn bị thêm hắn cho rằng ta chỉ có thể giải thể trùng sinh vậy thì sai rồi lần sau ta khẳng định sẽ giết hắn ngày xin ngươi đừng đi ngươi không thắng được hắn đâu Thực phù vội vàng khuyên bảo nàng dám khẳng định mẹ sợ rằng cả đời cũng không thắng được chu phàm đi chính là chịu chết mà thôi ngươi nói ta không thắng được bạch lãnh tôn lạnh lùng liếc thực phù một cái xem ra ngươi rất hiểu biết về hắn nói cho ta nghe một chút đi vì sao ngươi cảm thấy ta không thắng được ngày xin lỗi ta không thể nói thực phủ cúi đầu đừng nói có ước thúc của truyền cho dù không có nàng cũng sẽ không bán đứng chu phàm ngươi đúng là nữ nhi ngoan của mẹ Bạch Lãnh Tôn cười khẩy nói, thực phù không dám ứng lời, não quân sư lại không dám cắt ngang đối thoại giữa hai người. Chỉ là ngươi nói ta không thắng được thì ta không thắng được à, bà lãnh tôn lại lạnh giọng nói. Tẻ ngu xuẩn ngươi có tư cách gì mà nói như vậy, thực phù vẫn trầm mặc, nàng rất hiểu mẹ mình, biết vào lúc như thế này phản bác nàng cũng không có bất kỳ lợi ích gì, ta đi rồi, chuyện trong tộc giao cho ngươi. bạn lãnh tôn dụ mặt nói, chương 1722, nhân tức sơn. Ngày ngươi thật sự phải đi sao thực phù hơi nẩn ra nói nàng vốn cho rằng đây chỉ là một mưu kế không phải bảo lão tam nói với ngươi rồi là bạch lãnh tôn bực mình nói ngươi cho rằng đây là chuyện đùa sao hay là ngươi ngay cả tộc của mình cũng không muốn để ý không phải thực phù vội vàng lắc đầu nói ngày ngươi muốn đi đâu cái này không cần ngươi quan tâm bạch lãnh tôn lạnh lùng nói ai biết được ngươi liệu có vừa sai lưng liên bán đứng ta cho nam nhân đó không ngươi thay ta truyền lời cho nam nhân nó ta vẫn chưa chết lần sau ta trở về chính là lúc hắn táng mạng ban đêm chu pham tiến vào truyền hắn có chút thấp thỏm nhìn thực phủ nhưng rất nhanh phát hiện thực phủ vẫn cười chào hỏi hắn chu pham thực phào đồng thời hắn hỏi do bạch lãnh tôn chưa chết à chu pham cảm thấy chắc là vậy bằng không thái độ của thực phủ sẽ không thản nhiên đến thế ngay không chết thực phủ nói có điều nàng tới nơi nào đó có thể phải rất lâu mới có thể trở về nàng muốn ta nói với ngươi, ân oán giữa nàng và ngươi đã kết thúc. như vậy cũng không chất. chu phàm có chút tiếc nuối lẩm bẩm một câu, sau đó lại hoài nghi nói, nàng nói ân oán của chúng ta đã kết thúc, lại là nói như vậy. ánh mắt thực phù lấp lánh một chút nói, chu phàm, ngươi đừng tính toán với nàng nữa được không? sao ta lại đi tính toán với nàng? chu phàm cười lắc đầu, ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng đừng tới giết ta, ta cũng sẽ không giết nàng. Chu Phàm vừa nhìn đã biết tiểu nha đầu đang nói dối, cho dù không nói dối, lời nói của nhân yêu bạc, hắn là một nửa dấu chấm cũng không tin. Tức phù có chút bực mình, nói nửa ngày vẫn nói vô ích. Nàng biết đây là cực hạn Chu Phàm có thể làm cho nàng rồi, vấn đề là ở trên người mẹ, hiện tại nàng chỉ có nỗ lực tu luyện, khi mẹ muốn tìm Chu Phàm làm phiên mới có thực lực ngăn cản mẹ. Ngươi làm nữ nhi như nàng thật sự không dễ dàng. Như vậy lại trôi qua 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, Chu Phàm thuận lợi tiến vào khí cương cao đoạn, hắn trong 10 ngày này trừ đi đường, còn vừa cùng cô cảnh giới, vừa cân nhắc sử dụng đao cương. Đáng nhắc tới là, Chu Phàm cũng không biết Chu Tiểu Miêu đang chuẩn bị gì, nàng chậm chạp không yêu cầu phụ thân. Càng là như vậy, Chu Phàm lại càng cảm thấy bất an, Chu Tiểu Miêu chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chẳng lẽ nàng thật sự có thể đào thoát sao? Ngày thứ 11, Chu Phàm nhìn thấy dãy núi kéo dài không dứt, nếu ở trên trời cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy hình dạng của núi giống như một con chim sẻ, nhưng hai móng của chim sẻ nhìn lại giống như hai cái chân người. Đây là nhân tức sơn. Xích đạo ở đây đột nhiên dừng lại. Nhân tước sơn không phải con đường tất phải đi qua từ cao tượng huyện đến tiêu lôi châu phủ, như là đường gần nhất. Từ nơi này trèo đèo lội suối xuyên thẳng qua, lại đi thêm một ngày là có thể đến tiêu lôi châu phủ. Nếu không muốn vòng qua nhân tước sơn, phải tốn thời gian nửa tháng. Chu Phàm không muốn lãng phí thời gian nửa tháng này ở trên đường. Cũng không chỉ là Chu Phàm, rất nhiều thương đội muốn tới tiêu lôi châu phủ đều sẽ cân nhắc mạo hiểm xuyên qua nhân tước sơn nhân tức sơn nguy hiểm nhưng đã mở ra người sơn đạo coi như là an toàn chỉ cần không đi loạn trong núi nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều chỉ cần tiêu tốn thời gian ba này là có thể ra khỏi nhân tức sơn vì vậy ở chỗ miệng núi nhân tức sơn dựng một cái chợ cung cấp cho lữ nhân thương đội qua đường nghỉ ngơi hồi phục trước khi vào núi bên trong không chỉ có khách sạn từ lâu còn có cửa hàng bổ sung các loại vật tư như khí cụ phù đan dược nhân tức sơn tập chợ có trật tự nhất định nhưng cũng là nơi vô pháp giao sau tới đây đều là võ giả chiếm đa số võ giả bướng bỉnh một lời không hợp động thủ cũng không phải ít chết người cũng là chuyện thường thấy đương nhiên người chết vẫn là số ít người quản lý nơi này cũng xây dựng một quy củ tương ứng nếu muốn chém giết bình thường chỉ có thể ở bên ngoài bằng không cho dù có thể giết người trong sơn tập người quản lý sơn tập khẳng định sẽ nghĩ pháp trả thù nếu thực sự không có bất kỳ quy củ gì sơn tập này rất nhanh sẽ sụp đổ cho nên người tranh đấu ở đây có lẽ có nhưng nếu muốn giết người đều sẽ nghĩ cách giết ở bên ngoài chu phàm đi vào sơn tập trên đường đều là võ giả thương đội từ nam chí bắc có một số lại mặc quần áo da thú nhìn thì không giống nhân sĩ bản châu hình như là từ nơi cực xa đến quốc thổ đại ngụy rộng lớn nhưng cũng chỉ có 21 châu châu phủ mỗi một châu đều là trọng thành chân chính là nơi phòn hoa của đại nguy đừng nói thương đội vượt châu tới đây giao dịch cho dù là thương đội nước ngoài cũng sẽ mang đến vật phẩm khó tìm ở bản châu tới đây giao dịch thu hoạch lợi nhận phong phú chương 1723, sơn đạo thứ hai chu phàm đầu tiên là tới khách sạn ăn cơm nhưng khách sạn không chỉ là nơi ăn cơm cũng là nơi tốt để hỏi thăm tin tức. Chu Phàm vừa đến khách sạn, có điếm tiểu nhị chạy đến cúi đầu không lưng, hỏi Chu Phàm muốn ăn gì. Chu Phàm hỏi một chút, chọn mấy món ăn khái là thường thấy, hắn lại từ trong mực lấy ra năm viên huyền tệ, đặt trên mặt bàn nói. Tiểu nhị, có thể hỏi ngươi mấy câu không? Đương nhiên không có vấn đề. Điếm tiểu nhị nhìn huyền tệ trên mặt bàn, trên mặt tràn đầy nụ cười vội nói. Gần đây trong nhân tức Sơn thế nào? Chu Phàm mở miệng hỏi. Lần đây Sơn đạo thông suốt, chính là thời cơ tốt để vào núi, điếm tiểu nhị cười nói không nghe thấy có quái quyệt lợi hại trận sơn đạo mà hiện tại là đông liệp kỳ kỳ săn vào mùa đông có rất nhiều tiểu đội liệp quyệt giả quái quyệt trên sơn đạo đều bị quét sạch tới tới lui lui mấy lần tiểu đội liệp quyệt giả à chu phàm hơi nhướng mày khách quan là lần đầu tiên đến nhân tức sơn sao điếm tiểu nhị hỏi không phải đã đi lại mấy lần nhưng tiểu đội liệp quyệt giả đang săn bắn gì chu phàm đương nhiên không thể nói mình là lần đầu đến đây khách quan có thể không biết mùa đông ở nhân tức sơn đều sẽ có một đông liệp kỳ từ đội liệt quyệt giả chính là vì Nguyệt Khâu Tử nhất định sẽ xuất hiện vào mùa đông. Khách quan có biết Nguyệt Khâu Tử không? Điếm Tiểu Nhị hỏi. Đây là một loại quái quyệt mùa đông mới xuất hiện, máu và hóa nguyên đan của nó có hiệu quả giống nhau, có thể khiến chân khí của võ giả chuyển hóa. Tư điểm của nó là ở chỗ, không phân thuộc tính như hóa nguyên đan, nó có thể kiêm dung tất cả thuộc tính. Trúc Phàm mắt lộ dị sắc nói. Hắn biết Nguyệt Khâu Tử, nhưng không biết nhân tức dương còn sản xuất nhiều Nguyệt Khâu Tử. Chính là như vậy, khách quan đúng là bác học. Điếm Tiểu Nhị cung kính nói hắn thầm nghĩ hiểu biết đối với người khâu tử như vậy đều là võ giả luyện khí tam loạn võ giả như vậy không phải hắn có thể đắc tội chú phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề điếm tiểu nhị đều nhất nhất trả lời đợi sau khi xác nhận không còn gì muốn hỏi chú phàm thu hồi bốn huyền tệ để lại một huyền tệ cho điếm tiểu nhị Điếm tiểu nhị nhìn một viên huyền tệ tốt vào trong tay sắc mặt hắn cứng ác lập tức lại vẻ mặt tươi cười đa tạ Chu phàm đã thử chú phàm cười khẽ một tiếng lại lấy ra bốn huyền tệ đưa cho điếm tiểu nhị nói đừng trách đồ chút thôi là dám một huyền tệ thì khách quan cũng đã là khách nhân hào phóng nhất mà ta từng gặp rồi điếm tiểu nhị cúi đầu không lưng nói điếm tiểu nhị cất năm huyền tệ đi con ngươi của hắn lại đảo quanh sau đó mới thấp giọng nói với chu Phạm, khách quan tận lực đừng đi sơn đạo thứ hai điếm tiểu nhị không giải thích sau khi hắn nói xong xoay người đi làm việc chu Phạm vừa một mình tự rót tự uống vừa nghĩ tới lời nói của điếm tiểu nhị nhân tước sơn chia làm người hai sơn đạo dựa theo trình tự mở trước sau để phân chia trong đó vừa rồi tiểu nhị nói với hắn sơn đạo thứ nhất hai bốn năm bảy là nhiều người nhất cũng được công nhận là sơn đạo an toàn nhất nhưng cuối cùng lại bảo hắn đừng đi sơn đạo thứ hai điếm tiểu nhị không giải thích cho dù chu phàm hiện tại tìm hắn hỏi chắc cũng sẽ không trả lời có lẽ điếm tiểu nhị cũng không biết nguyên nhân hắn có thể là ở khách điếm ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới sơn đạo thứ hai gần đây có vấn đề gì cũng chưa biết chừng chu phàm ném một cái chân gà cho tiểu cầu ở dưới chân sau khi ăn uống no đủ ở khách sạn hắn mới tính tiền giới đi. Cho quá trình này này, điếm tiểu nhị một mực bận rộn làm việc, không nhìn Chu Phàm nữa. Chu Phàm đi trên đường phố của sơn tập, hiện tại hắn muốn mua một bản đồ địa hình của nhân tước sơn. Điếm tiểu nhị nói bản đồ như vậy cửa hàng tạp hóa đều có, hắn đề cử là một nhà cách khách sạn không xa, nhưng Chu Phàm không chọn nhà này, mà là đi đến một cửa hàng tạp hóa cách khách sạn hơi xa mới đi vào, hắn không thể hoàn toàn tin lời nói của điếm tiểu nhị, dẫu sao điếm tiểu nhị này cũng chỉ là người lạ. Nếu điếm tiểu nhị dấp tâm hại người, Chu Phạm có thể sẽ rơi vào trong kế hoạch của hắn, Sắt Môn ở bên ngoài, bất kỳ việc gì cũng phải cẩn thận mới được. Cửa hàng tạp hóa này không có khách nhân, nhưng trong cửa hàng giá hàng lại bày phủ, đan dược, tất cả đều có. Muốn đầu gì? Trường quỹ của cửa hàng là một nam tử trung niên để dâu chữ bát, hắn liếc Chu Phạm một cái, hỏi: Ta làm mất sơn đầu bản đồ núi rồi, cho ta một tấm sơn đầu của nhân tức sơn. Chu Phạm chậm rãi nói: Trường quỹ xoay người từ trên giá hàng mang tới một tấm sơn đồ đặt lên trên bàn, thản nhiên nói: Năm huyền tệ. Chương 1724 Sơn đạo thứ 22 Giá hàng của sơn tập so với bên ngoài là đắt hơn Nhưng chỉ là một tấm sơn đồ mà thôi Ở đây chỉ đáng giá một huyền tệ Đây là điểm tiểu nhị vừa rồi đã nói Trúc Phạm khẽ cười nói Năm huyền tệ cũng không phải vấn đề gì Nhưng ta có thể hỏi ngươi mấy việc nhỏ đơn giản không trưởng quỹ hơi nhíu mày nói Vậy cũng không phải là không được nhưng ngươi mua sơn đồ trước đã rồi nói Trong lòng trưởng quỹ cũng hiểu Chu Phạm nguyện ý trả giá cao mua sơn đồ của hắn Đây là bao gồm cả phí tin tức ở bên trong Chu Phàm lấy ra năm huyền tệ giao cho trưởng quỹ, hắn nhìn sơn đầu rồi cất vào trong phủ đại. Sau khi trưởng quỹ nghiêm túc phân biệt năm huyền tệ có vấn đề gì không, mới hài lòng cất đi nói. Hỏi đi, Chu Phàm chọn mấy câu quan trọng trong số những vấn đề đã từng hỏi ở chỗ điếm tiểu nhị, hỏi lại trưởng quỹ này. Trưởng quỹ đối với những việc nhỏ này đều nhất nhất trả lời đơn giản. Sau khi Chu Phàm ấn chứng không khác nhau mấy với những gì tiểu nhị từng nói, hắn lại làm bộ như thờ ơ nói. Hiện tại bên sơn đạo thứ hai thế nào? Trên mặt trưởng quỹ lập tức lộ vẻ kinh ngạc hắn từ vấn đề vừa rồi chu phàm hỏi nhìn ra được chu phàm chắc không thường đi nhân tức sơn nhưng câu hỏi này của chu phàm khiến hắn có chút kinh ngạc hắn do dự một chút nói không rõ ràng tốt nhất đừng đi sơn đạo thứ hai trưởng quỹ không nhiều lời chu phàm cũng không hỏi nhiều hắn lại mua một số phù và đan dược có thể dùng tới khi vào núi trưởng quỹ lần này không dám hết giá ca nữa mà là dùng giá bình thường của sơn tập bán cho chu phàm chu phàm rời khỏi cửa hàng tạp hóa hắn hơi nhướng mày hắn có chút khó hiểu nếu sơn đạo thứ hai có vấn đề vì sao những người kiếm ăn ở trong sơn tập lại không chịu nói thẳng ra giải thích duy nhất là bọn họ cũng không rõ lắm như lời mời nhận được một số tiếng gió biết sơn đạo thứ hai có thể không an toàn chúc phàm không tiếp tục nghiên cứu sâu bởi vì cái này không có liên quan bao lớn với hắn hắn không phải loại mãng phu biết rõ núi có hổ vẫn sông vào núi hổ sơn đạo được công nhận là an toàn có ó một hai bốn năm mày hắn loại bỏ sơn đạo thứ hai cũng không lo không có đường để đi về phần săn bắn nguyệt khâu tử chu phàm cũng không cân nhắc hiện tại hắn chỉ muốn tới châu phủ báo danh đến lúc đó nếu thực sự cân nguyệt khâu tử có thể lại từ châu phủ tới đây nói chung cách nơi này cũng không tính là quá xa hiện tại điều duy nhất chu phàm cân nhắc tới là kiến nghị của điểm tiểu nhị hắn kiến nghị nếu chu phàm không quen thuộc với nhân tức sơn vậy tốt nhất tìm một tiểu đội liệt quyệt xả hoặc một thương đội cùng lên đường như vậy gặp phải vấn đề ở trong núi cũng có người có thể hỗ trợ như làm như vậy cũng không phải không chỗ hỏng chỗ hỏng là đi đường cùng với người lại là cũng có phiêu lưu hiện tại từ tư liệu liên tức sơn hắn sưu tập được có thể biết được nhân tức sơn không phải loại hiểm địa đi vào dễ lạc đường chỗ nguy hiểm của nhân tức sơn là ở sinh thái quái quyệt phức tạp phải đối mặt cũng chính là quái quyệt nguy hiểm chu phàm nghiêm túc suy nghĩ một lúc hắn vẫn quyết định một mình lên đường dựa vào kinh nghiệm và thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn không cần thiết phải đồng hành với người khác cho dù trong một đội ngũ có võ giả khí cương đoạn trợ giúp đối với hắn cũng không lớn chu phàm lại đi dạo một vòng trong sơn tập từ một số nơi cẩn thận thu thập tình huống về nhân tước sơn cho đến buổi trưa, hắn mới rời khỏi Nhân Tức Sơn tập, đơn độc một mình tiến vào Nhân Tức Sơn. 12 sơn đạo của Nhân Tức Sơn không phải nằm song song, mà là từ một sơn đạo chủ tách ra thành hai, hai lại phân làm ba, đều phân thành năm, năm lại phân thành 12, mới đầu đều đi trên sơn đạo chủ, người lên đường buổi trưa cũng không ít, vì vậy Chu Phàm ở trên loại sơn đạo này cũng không thể thi triển thân pháp cấp thuần di, đối với điều này Chu Phàm không cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu muội tròn tròn không cần bị Chu Phàm xách lên thuần di có thể tự đi đường, nó rất vui vẻ chạy tới chạy lui. Chu Phàm cũng kệ nó, trải qua nhiều mày ở chung như vậy, hắn phát hiện Tiểu muội không chỉ kế thừa năng lực cảm chi đối với nguy hiểm của lão huynh, sức chịu đựng cũng tốt tới kinh người. Có lần Chu Phàm để nó theo mình đi bộ, đi cả một ngày, nó cũng không hề có chút mỏi mệt, chính là quá nhỏ, chắc không có sức chiến đấu gì. Đối với những chỗ dị thường này của Tiểu muội Chu Phàm không cảm thấy kinh ngạc, dẫu sao so với nó khi biến thành Yểm Linh cu Cầu những cái này đều chỉ là chuyện vật mà thôi treo tiến về phía trước tiến vào sơn đạo khác nhau ngươi cũng dần dần bị phân lùa chu phàm tiến vào cho sơn đạo thứ năm chương một nghìn bảy trăm hai mươi đêm thứ nhất ở nhân tức sơn sơn đạo thứ nhất và sơn đạo thứ hai ở cạnh nhau xuất phát từ cẩn thận nếu sơn đạo thứ hai tồn tại vấn đề cũng có thể sẽ va lây tới sơn đạo thứ nhất cho nên chu phàm cũng sẽ không cân nhắc tới sơn đạo thứ nhất này chu phàm từ trong ba sơn đạo 4, 5, 7 lựa chọn sơn đạo thứ năm cho dù tiến vào sơn đạo thứ năm người ít hơn rất nhiều nhưng sơn đạo thứ năm dẫu sao cũng được công nhận là an toàn an toàn cho nên không thể là một người cũng không có hiện tại trước sau chu phàm đều có thể thấy người thỉnh thoảng còn có tiểu đội liệt quyệt xả vội vàng đi qua bên cạnh chu phàm bởi vì người khâu tử số lượng tiểu đội liệt quyệt xả ở nhân tước sơn là nhiều hơn bất kỳ khi nào khi tiểu đội liệt quyệt xả nhìn thấy chu phàm chỉ có một thân một mình trên mặt đều lộ vẻ cảnh giác trong lòng lại không dám có chút ác ý ở ngoài hoang dã, độc hành giả cũng là một loại sinh vật nguy hiểm. Chu Phàm không quá để ý tới tâm mắt hạ xuống người hắn, nếu dám xuất thủ với hắn, Chu Phàm cũng không sợ. Ở trên đời này, tu sĩ có thể tiến vào đạo cảnh ở ngoài hoang dã không phải dễ vặp như vậy. Võ giả khí cương đoạn đã là tồn tại khá đỉnh cấp. Tiến vào sơn đạo thứ năm nửa canh giờ, tiểu đội liệp quyệt giả đi đường vượt qua Chu Phàm không xuất hiện nữa. Có điều đây là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn đã không ở cửa sơn đạo thứ năm, những tiểu đội liệp quyệt giả tiến vào nhân tức sơn vội vã muốn có thu hoạch cũng sẽ không một mực ở lại trên sơn đạo mà là thử thăm dò ra chung quanh chúc phàm một mực lưu ý tình huống chung quanh thảm thực vật của nhân tức sơn tươi tốt đều là một số bụi cây cao khá thường thấy sơn đạo thứ năm là đường đơ sơ từ đá vụ sửa sang lại miễn cưỡng có thể dung nạp xe ngựa lớn đi qua cách phía sau chu phàm không xa là một thương đội mấy chục người thương đội này vận bốn xe hàng hóa nhìn thì thực lực chắc không kém phía trước hắn là một tiểu đội võ giả Tiểu đội võ giả này từ năm người tạo thành, hai nữ ba nam. Trong đó khiến người ta chú ý nhất là một nữ từ trung niên thân hình cao lớn, bên hông nàng đeo một thanh búa lớn, trong năm người chắc do nàng cầm đầu. Bốn người còn lại thì ngược lại bình thường không có gì đặc biệt. Trúc Phàm không dám khẳng định bọn họ là tiến vào nhân tức sơn săn bắn hay là giống như hắn chỉ muốn xuyên qua nhân tức sơn. Đến châu phủ, giao sao ngay cách đó không xa. Trúc Phàm trừ đề phòng nguy hiểm có khả năng xuất hiện trong núi ra, còn cảnh giác hai đội ngũ khác ở trước giao, ở ngoài hoang dã đáng sợ không chỉ là quái quyệt còn có con người sơn đạo dẫu sao cũng không phải giết đạo trao xâm nhập nhân tức sơn chuyện quái quyệt từ nơi khác nhau chui ra tập kích là rất nhiều chúng hoặc tập kích thương đội hoặc tập kích những tiểu đội võ giả đó cũng sẽ tập kích chu phàm quái quyệt tập kích ai chính là người đó xuất thủ giải quyết chu phàm mỗi lần đều giải quyết quái quyệt dám ra tay đối phó hắn một cách dễ dàng sau đó hắn lại quan sát thương đội và tiểu đội võ giả phía sau phương pháp đối phó quái quỷ của hai đội ngũ khác nhau này cũng hoàn toàn khác nhau thương đội đều do võ giả trong đội hợp lực giải quyết mà tiểu đội võ giả đó thì thường thường là do một người hoặc là hai người giải quyết rất ít có tình huống ba người cùng ra tay mấu chốt là những quái quyền này quá yếu chu phàm cũng rất khó nhìn ra thực lực chân chính của tiểu đội võ giả đó nhưng khi tiểu đội võ giả này đối phó quái quyệt lộ ra rất thong dong chu phàm cũng hiểu khi hắn đang quan sát hai bên tiểu đội võ giả hoặc thương đội khẳng định cũng đang quan sát đánh giá thực lực của hắn cho đến khi mặt trời lặn, người của ba phương đều không hẹn mà cùng ngừng lại, chuẩn bị qua đêm trên sơn đạo thứ năm, ở ngoài hoang dã, độc hành giả ít vỏi, trên trình độ rất lớn là vì vấn đề qua đêm, dẫu sao chỉ có một mình, không ai hỗ trợ trực đêm. Vậy vấn đề phải đối mặt sẽ nhiều hơn đội ngũ khác hơn rất nhiều. Đương nhiên, những cái này đối với Chu Phàm mà nói đều là việc nhỏ, hắn sớm đã quen với hoang dã, cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy khó khăn. Tương đội và tiểu đội võ giả đều duy trì cự ly thích hợp với Chu Phàm, Chu Phàm nhặt củi lửa, Trước khi đêm tối tiến đến, đốt một đống lửa trại, hắn lấy ra lương khô chia cho tiểu muội một phần, sau đó yên lặng ăn. Trước sau hắn cũng dâng lên lửa trại lớn hoặc nhỏ. Bởi vì đêm tối ảnh hưởng đối với tâm nhìn, trúc phàm mở ra nhãn thức mới có thể thấy rõ mặt của bọn họ trước ánh lửa. Hắn nghĩ một chút, lại triển khai nhĩ thức của mình. Nếu nhĩ thức của võ giả võ thức đoạn tầm thường chưa chắc đã có thể nghe được cự ly xa như vậy, nhưng hắn có thể nghe thấy. Chương một nghìn bảy trăm hai mươi sáu, đêm thứ nhất ở nhân tước sơn hai, vấn đề đạo đức của nghe trộm trên vấn đề có thể dính dáng đến an toàn sinh mệnh của mình Trúc phàm không cho rằng cái này được coi là vấn đề mà nghe trộm của nhĩ tức đủ kín đáo rất khó bị phát hiện bên thương đội đang cao hứng nói chuyện phiếm mà tiểu đội võ giả đó thì yên lặng ngươi nói gì chúc phàm hơi nhớ mày nhĩ thức của hắn tập trung đặt ở bên tiểu đội võ giả hắn phát hiện ngay cả thanh âm củi lửa bốc cháy thỉnh thoảng phát ra cũng không có hắn hiểu được đối phương khẳng định là sử dụng cấm âm phù hoặc phù trận xem ra tiểu đội võ giả này muốn thương lượng chuyện rất trọng yếu không ngờ ngay cả vấn đề có người sẽ nghe lén cũng cân nhắc đến chu phàm chỉ có thể thu hồi nhĩ thức tiên lặng nhắm mắt dưỡng thần cân nhắc đao cường mới khi đêm dài chu phàm sau khi giải quyết tập kích quái quyệt tập kích hắn bắt đầu bố trí phù trận phòng ngự đồng thời âm thầm bảo tiểu quyền ra bố trí tiểu tiểu quyền cho hắn tiểu muội hiện tại cũng sẽ thay hắn trực đêm nhưng tiểu muội có thể tạo được bao nhiêu tác dụng chu phàm cũng không dám khẳng định vẫn là tiểu tiểu quyền có thể khiến hắn yên tâm hơn một chút làm xong những cái này chu phàm nằm xuống ngủ xuất hiện ở trên thiền hắn vẫn giống như thường ngày hàn huyên vài câu với thực phù rồi say người đi tu luyện chu tiểu miêu mấy ngày nay không có mặt người dẫn rất thỉnh thoảng sẽ biến mất đừng nói là chu phàm cho dù là thực phù cũng đã quen rồi tu luyện một lúc đột nhiên chuyên đến cảm giác bị keo ra ngoài chu phàm không quá khẩn trương bởi vì hiện tại có người ngoài nếu phát hiện quái quyệt tập kích phù trận phòng ngự của hắn hắn đã dặn dò tiểu quyền đừng để tiểu tiểu quyền xuất thủ bằng không trước kia ở dã ngoại đều là tiểu tiểu quyền tự thu thập quái quyệt đột kích thay hắn nếu tiểu tiểu quyền không giải quyết được mới lai tỉnh chu phàm nhưng hiện tại tình huống hiển nhiên là khác trên mặt chu phàm lộ ra vẻ bất đắc di nói một câu cáo biệt với thực phù cả người thoát ly khỏi thiền vừa mở mắt chu phàm ngồi dậy tay hắn tóm lấy đao dỉ và phù đại ở bên cạnh vừa quan sát bốn phía sau khi hắn phát hiện không có quái quyền trùng kích phù trận phòng ngự nhíu mày hỏi chuyện gì thế hắn là hỏi tiểu quyền trao đổi với tiểu tiểu quyền vẫn rất phí sức tiểu quyền đã bị đánh thức từ lâu nàng không dám lơ là nhìn quét chung quanh trao đổi với tiểu tiểu quyền đánh thức nàng nhưng chu phàm rất nhanh phát hiện chỗ dị thường trước sau hắn là một mảng đen xỉ không nhìn thấy lửa trại của thương đội và tiểu đội võ giả giống như trước khi ngủ chủ nhân tiểu tiểu quyền nói bọn họ đều biến mất rồi tiểu quyền gấp giọng nói đây là chỗ dị thường tiểu tiểu quyền phát hiện tiểu tiểu quyền ngốc nhưng gặp phải chuyện không thể lý giải sẽ ưu tiên đánh thức chu phàm và tiểu quyền trước ta nhìn thấy rồi ngươi bảo tiểu tiểu quyền dung hợp với ngươi xem bọn họ nhìn thấy gì chu phàm trầm giọng nói tiểu tiểu quyền nói còn không bằng để tiểu quyền dung hợp bọn họ với nhau, xem có thể thấy bọn họ nhìn thấy gì, vì sao bọn họ lại biến mất, là lặng lẽ rời khỏi, hay là bị quái quỷ giết chết mang đi rồi, đều không giống, đây chính là đêm tối. Vì sao bọn họ phải không hạnh mà cùng lặng lẽ rời khỏi vào lúc thế này, từ trong quan sát của chú Phàm thương đội và tiểu đội võ giả chắc không có liên hệ gì, đương nhiên cũng không loại trừ bọn họ đang diễn kịch, chỉ là bọn họ diễn kịch như vậy để làm gì, không thể là vì đối phó hán chứ. Nếu là quái quyệt giết chết rồi mang đi, vậy quái quyệt này không khỏi quá mạnh rồi, nhưng ngươi như vậy, lại một chút tiếng vang cũng không phát hiện. Tiểu quyền trong lúc Chu Phàm đang suy tư. Nàng đã dung hợp ký ức của tiểu tiểu quyền mở mắt, nàng hơi sững sốt nói: "Chủ nhân, tiểu tiểu quyền nhìn thấy lửa trại của bọn họ đột nhiên tắt, sau đó thì không thấy gì nữa. Lửa trại tắt, sau đó thì người đã không thấy tăm hơi." Hai mắt Chu Phàm nghiêm ngại, hắn đầu tiên là ngồi xổm số dán một tấm cấm tà phù lên trên người tiểu muội, sau đó mới rút phù trận đi đêm tối gió lạnh thổi tới lửa trại lai động ý thức của chu phàm lập tức triển khai đến cực hạn 10 bước ý thức của hắn không báo trước được nguy hiểm Nhĩ tị lưỡng thức đồng thời triển khai lỗ tai nghe thấy tiếng gió vù vù lại không nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện tiếng bước chân tiếng hít thở dù rất nhỏ nào ở bên ngoài mũi cũng không ngửi được khí vị của con người chu phàm trước khi ngủ đã nhớ kỹ khí vị của bọn họ phạm vi nhi tị lưỡng thức có thể bao phủ rất rộng nhưng trong phạm vi lớn như vậy cũng không thăm dò được dấu vết của bọn họ bọn họ thật sự biến mất rồi cảm thấy chân khí đang nhanh chóng mất đi chúc phàm trước tiên rút ý thức về phạm vi năm bước nhĩ tỵ lưỡng thức vẫn duy trì cùng triển khai chương 1727, đào tim lông chó của tiểu mũi cũng dựng đứng thỉnh thoảng quay đầu nhìn phương hướng tắm tối khác nhau chủ nhân hiện tại chúng ta nên làm gì tiểu quyền mở miệng hỏi chờ chờ tới hưởng đông chu phàm ngồi khoanh chân xuống cứ chờ như vậy không làm gì sao tiểu quyền hơi ngẩn ra hỏi cũng không phải như vậy ngươi phân liệt ra tiểu tiểu quyền bảo bọn họ ra thăm dò xem có phát hiện gì không chu phàm chậm rãi nói tiểu quyền và phân thân tiểu tiểu quyền của nàng đều có thể dạ thị nhưng dạ thị cũng có phạm vi trị lực bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thứ trong sáu thước xa hơn thì chính là một mảng hắc ám cho nên các nàng mới không thể nhìn rõ chuyện phát sinh sau khi lửa chạy tắt cờ xa xa được chủ nhân đừng quên chuyện đã đáp ứng ta tóc tiểu quyền tách ra ba dòng hóa thành ba tiểu tiểu quyền ba tiểu tiểu quyền lại không ngừng phân liệt lập tức có thêm mấy chục tiểu tiểu quyền mấy chục tiểu tiểu quyền tàn ra bốn phương tám hướng điều tra chú phàm thấy mà khóe miệng giật giật chuyện hắn đáp ứng mà tiểu quyền nói chính là nếu tiểu tiểu quyền của nàng khi chấp hành nhiệm vụ chết người người thì phải thưởng cho nàng một cái chân vịt cho dù tiểu tiểu quyền chết cũng không có ảnh hưởng gì trước khi chưa biết rốt cuộc có chuyện gì tất nhiên để tiểu tiểu quyền di tra xét là tốt hơn chu phàm kia nhẫn chờ rất nhanh từng đội tiểu tiểu quyền trở về dung hợp với tiểu quyền sau khi tiểu quyền tiêu hóa tin tức tiểu tiểu quyền mang về nà hơi sừng sốt nói hai nhóm người đi rất sạch sẽ một cây củi cũng không lưu lại một cây củi cũng không lưu lại trúc phàm hơi nhớ mày không nhìn thấy dấu vết lửa chạy cháy a nhất là bên thương đội không mặt đất không nhìn thấy gì chỉ có đá vụng tiểu quyền lắc đầu nói hai bên sơn đạo đều không phát hiện ra người trúc phàm suy tư một chút sắc mặt của hắn khẽ biến chỉ vào phương hướng bên trái hắn nói ta nhớ rõ chỗ ba chợ đó có một gốc cây nến đen rất lớn ngươi bảo tiểu tiểu quyền đi xem cây đó có còn hay không? Hình như không. Tiểu quyền nhớ lại ký ức tiểu tiểu quyền mang về, nhưng mệnh lệnh vừa rồi của nàng là bảo tiểu tiểu quyền tìm kiếm tung tích của quái quyệt và người, cho nên tiểu tiểu quyền không để ý nhiều tới cảnh sắc chung quanh. Vì để xác nhận lại, tiểu quyền vội vàng phái ra một đội tiểu tiểu quyền đi đến phương hướng mà Chu Phàm chỉ, chỉ chốc lát sau. Tiểu tiểu quyền lại chạy vội về, tiểu quyền vội vàng dung hợp bọn họ, rất nhanh nàng mở mắt nói. Chủ nhân, bên kia không nhìn thấy cây nến đen mà người nói, nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Biến mất không phải là võ giả và thương đội đó, mà là chúng ta. Chu Phàm trầm giọng nói. Trong mắt hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, vì bọn họ không ngờ ngay cả bị dịch chuyển cũng không biết. Dịch chuyển khẳng định là phát sinh khi hắn ngủ say, nhưng tiểu tiểu quyền một mực nghiêm túc trực đêm, nhiều tiểu tiểu quyền như vậy đều không phát giác, không cần nghĩ cũng biết loại dịch chuyển này là lặng lẽ tới mức nào. Bất kể là phù trận, lừa trại, đều không có bất kỳ thay đổi gì. Năng lực như vậy, hiện tại chúng ta đang ở đâu? trên mặt chu phàm lộ ra vẻ cảnh giác nghĩ, chủ nhân vậy hiện tại chúng ta có chờ tới hừng đông không tiểu quỷ nghe nói biến mất là bọn họ nàng run rẩy hỏi không đợi ta sợ chúng ta không đợi được tới khi trời sáng chu phàm chăm ngâm một chút nói nếu là thương đội đó hoặc tiểu đội võ giả gặp chuyện không may vậy kẻ tập kích không xuất hiện hắn có thể bất biến ứng vạn biến chờ kẻ tập kích đó xuất thủ hoặc là đợi cho tới hừng đông nhưng hiện tại đã biết rõ là bọn họ bị dịch chuyển đến nơi không biết cứ chờ như vậy cũng không phải ý kiến hay ai biết được nơi này liệu có tồn tại nguy hiểm đặc biệt gì không trong chỗ tối nếu là loại có trí tuệ vậy có thể sẽ không chỉ là diệt chuyển bọn họ tới đây nhưng trước khi rời đi tốt nhất làm rõ đây là đâu đã trúc phàm lại bảo tiểu tiểu quyền tàn ra chạy ra xa hơn thi sát địa hình chung quanh sau khi tiểu tiểu quyền rời khỏi lại nhất nhất trở về dung hợp cùng một chỗ với tiểu quyền tiểu quyền mất một số thời gian để tiêu hóa ký ức của tiểu tiểu quyền nàng suy nghĩ một chút nói chủ nhân chúng ta chắc vẫn ở trên núi Núi này nhìn thì không khác biệt lắm với sơn đạo lúc trước chúng ta nhìn thấy. Nói cách khác nơi này rất có thể vẫn là nhân tức sơn. Chu Phàm hơi nhướng mày nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn không chỉ hoãn nữa, mà từ trong lửa trại cầm lấy đuốc, lại gian phù xua đuổi âm ảnh quái quyệt trên đuốc. Tiểu Quyền đã về lại trong thân thể của Chu Phàm, hiện tại nguy hiểm như vậy, đương nhiên là ở trong thân thể của chủ nhân an toàn hơn. Chu Phàm dẫn tha tiểu cầu dọc theo sơn đạo chậm rãi mà đi. Chương 1728, trở lại chỗ cũ. Nếu đây là một sơn đạo trong nhân tước sơn, vậy tiến về phía trước có lẽ có thể gặp được người nếu là một trong mấy sơn đạo được coi là an toàn nó vậy xác suất gặp được người càng lớn hơn nhưng nếu là sơn đạo hẻo lánh vậy đi đến trước hừng đông cũng chưa chắc có thể gặp được người ý thức của chu phàm lại duy trì ở trạng thái năm thức kinh thoảng sẽ có âm ảnh quái quyệt chạm đến cảm chi nguy hiểm của ý thức nhưng rất nhanh lại bởi vì sợ hãi quang mang hỏa diễn phát ra mà rời đi hắn dẫn theo tiểu cầu một mực đi trong thời gian một nén hương mới dừng chân vì phía trước bọn họ có một người, là một nữ tử, nàng cầm đuốc, chiếu sáng xiêm y và mặt nàng. Chu Phàm nhận ra nàng, nàng là một nữ tử trong tiểu đội võ giả đó. Nàng đang đứng tại chỗ, không lúc nhích nhìn Chu Phàm. Chu Phàm cũng quan sát nàng, vẫn duy trì cự ly với nàng. Hắn cười cười hỏi, "Cô nương có nhận ra ta không? Ta là độc hành giả lúc trước một mực đi theo phía sau các ngươi." Nữ tử không trả lời, sắc mặt của nàng lãnh đạm, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, "Cô nương, cô nương" Chu Phàm lại nhẹ giọng gọi hai câu. Chu Phàm nhìn thì không có động tác gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm trở nên cảnh giác, hắn đang nghĩ nữ tử này còn có bốn đồng bạn đi đâu rồi, thương đội đó lại ở đâu? Hắn lại ở đây nhìn thấy nữ tử này, chứng tỏ bị dịch chuyển không chỉ có một mình hắn. Ta móc tim ra cho ngươi được không? Nữ tử nhìn Chu Phàm, bỗng nhiên nói khẽ, ta móc tim ra cho ngươi được không? Chu Phàm giật mình, tiếp theo lại lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng nói, sao lại xấu hổ vậy? Có điều ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi, ta móc tim ra cho ngươi được không? Trong loại âm châm này, lại từ trong miệng nữ tử xa lạ nghe được những lời này, nếu là người bình thường gặp phải, cho dù không bị dọa dạ đến không nói ra lời, cũng sẽ liên tục lắc đầu nói không cần, sao lại có ai cao hứng phấn chấn như chú Phạm đồng ý cho nữ tử móc tim ra cho hắn, vì thế mà trên mặt nữ tử này cũng xuất hiện vẻ do gian. Cô nương, ngươi mau lấy đi, chú Phạm lại vội vàng dục được, nữ tử khẽ gật đầu, nàng rút thi thủ đeo bên hông ra, chủy thủ lắc lưu dưới ánh lược, nàng hờ hững đâm chùi thủ vào bên rìa tim mình đâm thủng cả quần áo da máu tươi bắn ra nàng một mực bảo trì sắc mặt bảo trì bình tĩnh thoải mái tự nhiên chay chùi thủ thật sự móc tin ra xiêm y đằng trước của nàng bị máu tươi nhuộm đỏ một tay đưa quả tim máu chảy đầm điều vẫn đang đập về phía chu phàm nói cho ngươi chu phàm bình tĩnh nói cho ta làm gì không phải ngươi muốn a à. cho ngươi nữ tử lại chậm rãi nói nàng dường như đang thúc giục chu phàm nhận lấy tim ta lấy cũng chỉ có thể cho chó ăn, ngươi ném nó xuống đất, xem chó của ta có ăn không. Chu Phàm nói. được. ngư tử lại ném tim xuống cạnh chân của Chu Phàm. Tiểu cầu lắc đuôi đến gần người người, cúi đầu muốn ăn quả tim này. Chu Phàm thấy vậy trận mắt há hốc mồm, ta chỉ đùa thôi, ngươi thực sự muốn ăn à. Hắn vội vàng dùng chân một cước đá văng tiểu cầu. Tiểu cầu sổ mấy tiếng, dường như rất ủy khuất. Nó dường như không thích ăn. Chu Phàm ho khẽ một tiếng nói, Ngươi móc tim ra cho ta có được không? Nữ tử không để ý tới chó có ăn tim không? Nàng lại bình tĩnh nhìn Chu Phàm nói. Ta móc tim ra cho ngươi rồi. Vậy hiện tại tới lượt ngươi móc tim ra cho ta. Cái này nghe thì không có gì không đúng cả. Chu Phàm lắc đầu nói. Thế sao được? Ta không nói muốn móc tim cho ngươi. Ngươi móc tim ra cho ta. Thanh âm của nữ tử biến thành mờ mi. Chu Phàm cảm thấy toà thân mình cứng ngắc. Trong lòng hắn không ngừng có một thanh âm đang kêu gọi hắn, Túc giục hắn móc tim ra cho nữ tử đó. Được, giờ ta móc tim ra cho ngươi. Ánh mắt Chu Phàm biến thành có chút đờ đẫn, hắn rút đao gì? Tiểu cầu sủa to, cũng nhanh chóng há miệng cắm ống quần Chu Phàm, nó dường như muốn lay tỉnh Chu Phàm. Nữ tử chỉ hờ hững nhìn, nàng dường như khẳng định Chu Phàm nhất định sẽ móc tim cho nàng. Chu Phàm nhìn đao gì trong tay mình, sau đó đao gì của hắn giơ lên, một đao bổ ra, một đao mang theo lãnh lam hỏa diễm, ô hắc lôi hồ, thanh hắc quỷ khí vô cùng rực rỡ rẹt qua trong bóng đêm nữ tử bị một đao chém thành hai nửa thân thể nàng nhanh chóng hóa thành mảnh vụn màu đen bốc cháy trong không trung nàng phát ra tiếng hét bé nhọn cực kỳ thê lương nàng còn muốn xông tới chu phàm chỉ là nàng chưa đi đến nơi đã triệt để sụp đổ ngã xuống đất lưu lại một đống thi tích màu đen chu phàm cất đao vào vỏ cúi đầu trách mắng con chó mốc này cắn nát cả ống quần của ta rồi tiểu cầu cúi đầu phát ra tiếng sụt khẽ nó cảm thấy mình rất ủy khuất chương một trở lại chỗ cũ hai Chu phàm hư lạnh một tiếng, chỉ là nguyên rùa, hắn chỉ thôi động chân khí trong cơ thể đã tư diệt nó. Vừa rồi hắn một mực không xuất thủ, chỉ là muốn xác nhận trạng thái của nữ tử mà thôi, kết quả quả nhiên bị quái quyệt ký sinh hoặc khống chế. Chu phàm vòng qua chi tích của nữ tử, dẫn theo tiểu cầu tiếp tục tiến về phía trước, chỉ chốc nát sao. Hắn lại dừng chân, hắn thấy bốn cây đuốc, cầm bốn cây đuốc là bốn đồng bạn lúc trước bị chu phàm giết chết nữ tử. Bốn người vốn đang chạy vội, chỉ là nhìn thấy chu phàm bọn họ cũng vội vàng ngừng lại. Ngươi có nhìn thấy đồng bạn của chúng ta không? Nam tử trẻ tuổi duy nhất trong ban nam tử gấp giọng hỏi Chu Phàm. Không. Chu Phàm lắc đầu, hắn giao dự hỏi. Các ngươi là người hay là quái quyệt? Ngươi thì sao? Nữ tử cao lớn cam đầu cao giọng cảnh giác hỏi. Nhìn thì nói chuyện linh hoạt hơn nữ tử vừa rồi, không giống quái quyệt. Chu Phàm cười nói. Ta đương nhiên không phải. Chúng ta làm sao biết được ngươi không phải? Nữ tử cao lớn lại hỏi. Ta nghĩ ta không cần phải chứng minh với ngươi, Trúc Phàm bình tĩnh nói, có lý, Nước từ cao lớn gật đầu nói. Chúng ta cũng không cần chứng minh với ngươi, thế rất công bằng, chúng ta đường ai nấy đi. Trúc Phàm dẫn theo tiểu cầu đi ra mấy bước ngoài sơn đạo, nữ từ cao lớn làm một thủ thế, nàng và ba đồng bạn của nàng cũng đi mấy bước ra ngoài sơn đạo ở bên khác. Ta muốn hỏi các ngươi một số việc, các ngươi biết vì sao chúng ta xuất hiện ở đây không? Nơi này là đâu? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trúc Phàm mở miệng hỏi, đối phương đã biểu hiện ra thiện ý, có khả năng rất lớn không phải quái quyệt nói không chừng bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết vẫn là nữ tử cao lớn nói trước ta đoán là quái quyệt với nên hành tổ ngoài hoang dã phát sinh chuyện như vậy cũng không kỳ lạ ngươi thật sự không thấy đồng bạn đó của chúng ta à đồng bạn đó của ngươi bị làm sao chú phàm không đáp mà hỏi lại nàng không cẩn thận bị quái quyệt ký sinh nàng đã chết rồi nếu ngươi nhìn thấy nàng thì cẩn thận một chút nếu tử cao lớn chấm dãi nói đã xác nhận rồi chết vậy còn tìm nàng làm gì chu phàm nói không phải chu phàm máu lạnh mà là ở ngoài hoang dã một khi đã xác nhận tình huống sinh tử của đồng bạn mình người bình thường đều sẽ lựa chọn từ bỏ mang theo thi thể của nàng cho nên chu phàm mới nói như vậy mang theo thi thể không chỉ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, thi thể cũng có khả năng phát sinh dị biến nào đó nói với hắn nhiều như vậy làm gì chúng ta mau chóng tìm xem nam tử trẻ tuổi đó vẻ mặt vội vàng hấp tấp nói nữ tử cao lớn mang theo ba đồng bạn của nàng vội vã rời khỏi Trúc Phàm nhìn bốn người rời đi, hắn chỉ lắc đầu, vừa rồi hắn hơi do dự, vẫn không nói chân tướng với bọn họ, bởi vì hắn không thể xác nhận bốn người này có thể tin được hay không, nói không chừng còn có thể vây ra sự đoan gì. Hơn nữa cho dù hắn không nói, bốn người rất nhanh cũng có thể nhìn thấy thi thể của nữ tử đó, chỉ là không biết bọn họ còn có thể nhận ra hay không. Có điều cho dù không nhận ra, trong đêm đen nguy hiểm trùng trùng này, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tìm quá xa, chắc không lâu sẽ từ bỏ chu phàm không nghĩ tới chuyện của bốn người nữa hắn mang theo tiểu cầu tiếp tục tiến về phía trước trước khi chưa xác nhận được an toàn hắn không bị ngủ lại đi được một đoạn thời gian không ngắn chu phàm dừng lại hắn nhìn thấy mấy đống lửa trại nhìn thấy thương đội trong ánh lửa chu phàm không tùy tiện đi tới hắn mở ra nhãn thức phân biệt một chút xác nhận chính là thương đội ở cạnh hắn lúc trước thương đội rất im lặng chỉ có một số người đang lặng lẽ đứng trực đêm trên mặt chu phàm lộ ra vẻ kinh ngạc thương đội này rốt cuộc bị dịch chuyển hay là vốn ở đây hắn lại quay về chỗ cũ à chú phàm bảo tiểu quyền đi ra hắn vừa nhìn chằm chằm thương đội vừa bảo tiểu quyền phân ra tiểu tiểu quyền đi điều tra xem phụ cận có cây nén đen đó hay không tiểu tiểu quyền dung nhập vào trong đêm tối rất nhanh lại từng đội chạy chậm ve tiểu quyền dung hợp bọn họ rồi nói chủ nhân không nhìn thấy cái cây ngươi nói chú phàm hơi nhíu mày trừ khi người của thương đội chặt đi cái cây đó bằng không ngươi này không thể là nơi trước đó vậy vì sao thương đội vẫn bình yên ở lại nơi này như vậy Chu phàm cảm thấy khó hiểu có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới một lý do, thương đội không biết bọn họ bị dịch chuyển đến nơi khác. Thương đội đương nhiên nhìn thấy lửa trại của Chu Phàm biến mất, nhưng cho dù phát hiện dị thường, chỉ cần không ảnh hưởng tới bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ không điều tra, hoặc là phái người điều tra, không tìm được Chu Phàm. Bọn họ quyết định không để ý tới nữa. Giống như lúc trước Chu Phàm nghĩ vậy, dùng bất biến ứng vạn biến. Chương 1730, hồ đầu không biết, dẫu sao thương đội có nhiều người như vậy, hàng hóa cũng không ít bọn họ không ngờ mình lại bị dịch chuyển đi một kích trình thể cũng không phải chuyện thần kỳ gì cho dù là chu phàm lúc ban đầu cũng không ngờ nếu không có tiểu tiểu quyền điều tra chắc phải tới hừng đông mới có thể phát hiện nhãn thức của chu phàm có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt trên mặt những võ giả trực đêm đó hắn từ biểu cảm của những võ giả trực đêm này cảm thấy bọn họ không giống bị quái quỷ phụ thân ký sinh những trực đêm trực đêm đó có lẽ chú ý thấy đúc của chu phàm nhưng lúc không tới gần bọn họ cũng không hề có động tĩnh chu phàm chậm rãi tiến ve phía trước võ giả trực đêm của thương đội lờ mờ trở nên rối loạn bọn họ có người xoay người di gọi người có người bắt đầu kéo cung đáp phù tiễn nhưng trước khi chưa có mệnh lệnh xác thực bọn họ không bắn tên đừng làm ẩu ta là ngươi chu phàm vận dụng chân khí phát ra tiếng quát cho dù ngươi là người cũng không thể tới vần chỗ chúng ta thương đội có người mở miệng trả lời có lẽ bọn họ không nhìn rõ chu phàm nhưng chu phàm có thể thấy rõ bọn họ Người mở miệng là một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu xám nhìn qua tuổi chỉ khoảng hơn 20, Lúc trước ta là người độc hành đi ở phía trước các ngươi." Chu Phàm tỏ rõ thân phận, nghe thấy là người độc hành, người của thương đội lại cúi đầu nghị luận, "Hắn không chết à?" Ai biết được hắn là người hay quái quyệt. không thể đầy tin được, đủ loại tiếng nghị luận đều bị Chu Phàm mở ra nhĩ tức nghe rất rõ ràng. Điều này khiến hắn càng khẳng định thương đội này chắc là không rõ tình huống. Một người trung niên thấp béo mặc cẩm y đang thương lượng với nam tử trẻ tuổi. "Đinh đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm thế nào?" Người trung niên khách khí hỏi nam tử trẻ tuổi là đội trưởng đinh phi hàng của đội hộ vệ thương đội này hắn nhướng mày nói trước tiên nghe xem hắn nói gì đã vị huynh đài này chắc ngươi biết vào lúc thế này tới gần chúng ta chính là phạm tối kỳ đinh phi hàn cao giọng hô nếu không có gì hiện tại mau chóng rời khỏi bằng không đừng trách chúng ta không khách khí nếu các ngươi không muốn nghe ta nói vậy ta có thể không nói chu phàm bình tĩnh nói có điều ta nghĩ các ngươi tốt nhất hãy nghe ta nói đã các ngươi biết hiện tại các ngươi đang ở vị trí nào không ngươi của thương đội ngơ ngác nhìn nhau đinh phi hàn nói đây là ngươi có ý gì xem ra các ngươi không biết rồi chu phàm nói ý của ta là các ngươi đã không ở nơi hạ trại lúc ban đầu vị trí của các ngươi bị dịch chuyển nơi này có thể không phải sơn đạo thứ năm của nhân tước sơn thậm chí ngay cả nhân tước sơn cũng có khả không phải sao có thể như vậy được hắn đang lừa chúng ta người trung niên mặt người trung niên hô khẽ dây địa của bọn họ vẫn tất cả như thường ngươi hàng hoa thậm chí ngay cả lửa trại cũng là lửa trại trước đó sao có thể không phải là nơi trước đó ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút thôi về phần các ngươi có tin hay không là chuyện của các ngươi chu phàm bắt đầu đi ra ngoài sơn đạo ta muốn vòng qua các ngươi muốn làm rõ đây là nơi nào hy vọng các ngươi đừng công kích ta lung tung ngươi của thương đội đều nhìn chu phàm cầm đúc di xa bắt đầu vòng qua thương đội tiến về phía trước trong lòng không ít người dâng lên hàn ý ở ngoài hoang dã đáng sợ nhất chính là loại tình huống hồ đồ tình cảnh đặc thù mà lại không biết này bởi vì vào lúc thế này Bất kỳ nguy hiểm rất nhỏ nào cũng sẽ bị phóng to vô hạn. Bọn họ đều nhìn về phía Đinh Phi Hàn và người trung niên mặc cẩm y, hắn chỉ là một người lạ, chúng ta không cần để ý tới hắn, nói hư nói vượng, nói không chừng hắn là giáp tâm hại người đối với thương đội chúng ta. Người trung niên mặc cẩm y nhìn Đinh Phi Hàn nói, nếu chúng ta không ở nơi trước đó, không thể ngay cả một chút cũng không phát hiện, ở ngoài hoang dã không có gì là không thể, nếu thực sự nghĩ như vậy, chính là rất nguy hiểm. Đinh Phi Hàn lắc đầu nói, có phải hay không? chúng ta chỉ cần sai người đi kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh lúc hạ trại, các ngươi có ai nhớ rõ gần đây có vật dấu hiệu gì không? Đinh Phi Hàn phụ trách an toàn của thương đội, hắn đã nói như vậy, người trung niên mặc cẩm y cũng mậm miệng lại, rất nhanh các võ giả nhất nhất nói ra vật dấu hiệu mà mình nhớ, rất nhanh bọn họ quyết định dùng ba vật dấu hiệu làm đối tượng để tiến hành điều tra, phân ra ba tổ, cầm đúc đi ra khỏi danh địa, kiểm tra xem vật dấu hiệu có còn hay không. Không bao lâu sau, bọn họ trở về báo cáo, nói ba vật dấu hiệu đều không thấy tương đội phát ra tiếng ôn ào điều này chứng tỏ những gì độc hành giả đó nói đều là thật bọn họ quả thật không ở vị trí trước đó chương 1731 vẫn ở trong núi nơi này có phải nhân tức sơn hay không cũng là một vấn đề im lặng đinh phi hàn quát lạnh tất cả mọi người ngậm miệng lại đinh phi hàn tuổi không lớn nhưng hắn ở trong võ giả của thương đội có quyền uy rất lớn đinh đội trưởng hiện tại chúng ta nên làm thế nào người trung niên mặc cẩm y mặt hơi trắng nhưng vẫn coi như là chấn định nói. Thế giới này nguy hiểm là nhiều không đếm xuể, dám ra ngoài làm kinh thương, lá văn quá nhỏ thì không làm được loại chuyện này, cho nên cho dù người trung niên mặc cầm y thực lực thường thường, nhưng cũng vẫn có thể duy trì đủ bình tĩnh. Đinh Phi Hàn trở nên châm ngâm, hắn nhìn quét mọi người một vòng, nói, hiện tại cách hưởng đông chắc còn hai canh giờ, nếu ta nhớ không nhầm, lửa trại của độc hành giả là biến mất vào một canh giờ trước, sợ rằng chính là lúc đó vị trí của chúng ta đã thay đổi. Một canh giờ này chúng ta có thể bình an vô sự, không có nghĩa là hai canh vừa tiếp theo chúng ta có thể không sao. Bởi vì chúng ta không biết nơi này là đâu, các ngươi có thể yên tâm ở lại nơi này sao? Hiện tại lập tức lên đường, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Đinh đội trưởng, người trung niên mặc cẩm y không nhịn được thấp giọng nói, nhưng chúng ta có nhiều hàng hóa như vậy, nơi này lại là nơi chúng ta không quen thuộc, chúng ta cứ xông loạn như vậy, rất có thể sẽ xâm nhập vào trong nguy hiểm không biết, còn không bằng ở lại đây chờ tới hưởng đông. Dư quảng sự, những cái này ta đều hiểu rõ, nhưng ngươi đừng quên, quái quyệt trốn trong chỗ tối dịch chuyển chúng ta đến nay. sắc mặt đinh phi hàn ngưng trọng nói quái quyệt có năng lực như vậy ngươi cho rằng xác suất nó đang chứa chúng ta là bao lớn nó có khả năng rất lớn là muốn coi chúng ta như đồ an nó dịch chuyển chúng ta tới đây là sẽ không một mực chờ đợi thậm chí nó đã thẩm thấu vào trong thương đội chúng ta rồi cũng chưa biết chừng cứ đợi tại chỗ so với rời khỏi thì càng nguy hiểm hơn lời nói của đinh phi hàn khiến sắc mặt dương quản sự trở nên âm tình bất định nghe lời ngươi dương quản sự do dự một chút cũng không kiên trì thêm rất nhanh thường đội bắt đầu thu dọn đồ lên đường nhưng chúng ta nên đi theo phương hướng nào dương quản sự lại hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất vừa rồi độc hành giả đó là từ bên này đến đinh phi hàn chỉ vào phương hướng chu phàm ban đầu đi tới nói vậy chúng ta lại đi tới bên kia chắc cũng khó có thể có phát hiện gì nếu là như vậy chúng ta nên đi theo phía sau hắn đinh phi hàn lại chỉ về phía trước sơn đạo chu phàm biến mất nói như vậy cho dù phía trước có nguy hiểm gì độc hành giả cũng sẽ giải quyết thay chúng ta, như vậy chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ý kiến hay, Dương quản sự gật đầu tán dương, ở ngoài hoang dã, lợi dụng và bị lợi dụng giữa người với người vốn chính là chuyện rất thường thấy. Thương đội bắt đầu đi theo phương hướng của Chu Phàm, tốc độ của bọn họ không quá chậm, bởi vì nếu kéo giãn cự ly với độc hành giả quá xa, vậy nguy hiểm bọn họ dọc theo phương hướng này đụng phải sẽ gia tăng rất lớn. Đinh Phi Hàn còn phái ra mấy võ giả tạo thành một đội thăm dò tiên phong, một là để loại trừ nguy hiểm phía trước, thứ hai là muốn xem có phát hiện tung tích của độc hành giả không đương nhiên đi tới trong đêm đen chuyện phải chú ý thật sự quá nhiều tốc độ đi tới của thương đội không thể nhanh như lúc ban ngày rất nhanh bọn họ bắt đầu chịu tập kích của từng đợt quái quyệt thương đội chỉ có thể dừng lại giải quyết những quái quyệt này sau đó lại tiếp tục đi tới chẳng lẽ độc hành giả đó không gặp phải những quái quyệt này là dương quản sự nhíu mày hỏi không biết đinh phi hắn lắc đầu nói có thể hắn thay đổi phương hướng cũng có khả năng những quái quyệt đó bị chúng ta dẫn tới. Người càng nhiều, lại càng dễ hấp dẫn quái quyệt. Nếu không phải vì hàng hóa, thương đội sẽ không mang tha nhiều người như vậy. Cho đến khi sắc trời sáng lên, thương đội mới ngừng lại. Tất cả mọi người của thương đội thở phào như chút được gánh nặng. Trời đã sáng, vậy rất nhiều nguy hiểm đều sẽ không còn. Bọn họ một đêm gặp phải không ít quái quyệt tập kích. Nhưng lại không gặp phải quái quyệt quá nguy hiểm. Nơi này vẫn là nhân tức sơn. Rất nhanh thương đội xác nhận được sự thực này. Vậy là ở đâu trong nhân tức sơn? thương đội lại thảo luận vấn đề này có điều bọn họ xác nhận nơi này chắc không phải sơn đạo an toàn nhiều người nhất của nhân tức sơn bằng không sẽ không đi cả một đêm cũng không gặp được một tiểu đội võ giả hoặc thương đội nào hiện tại không cần quan tâm tới cái này chỉ cần phương hướng chính xác vậy chúng ta dọc theo sơn đạo mà đi rồi cũng sẽ ra khỏi nhân tức sơn chương 1732 vẫn ở trong núi hai đinh phi hàn nói chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ đã một đêm bồn ba bị quái quyệt tập kích khiến tất cả mọi người của thương đội đều cảm thấy mỏi mệt không thôi. Hiện tại trời đã sáng, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Dương Quản sự cũng gật đầu. Đinh đội trưởng, Dương Quản sự, chúng ta phát hiện độc hành giả đó rồi. Một võ giả của đội tiên phong phụ trách thăm dò chung quanh vẻ mặt quái dị tới báo cáo. Hắn ở đâu? Đinh Phi Hàn mặt lộ dị sắc hỏi. Bọn họ một mực đi về phía trước, nhưng các võ giả của đội tiên phong một mực không phát hiện thân ảnh của độc hành giả ở phía trước. Hắn ở phía sau thương đội chúng ta không xa, hiện tại đang ăn lương khô võ giả đó trả lời hắn ở phía sau chúng ta dương quản sự có chút không thể tin được nói sao hắn lại ở phía sau chúng ta chúng ta bị lừa rồi sắc mặt đinh phi hàn hơi châm xuống nói hắn cố ý nói tin tức cho chúng ta biết xem ra là đã sớm tính kế trong lòng để chúng ta dò đường thay hắn thì ở phía sau chúng ta tất nhiên lén lút chế tạo ảo giác đi ở phía trước chúng ta sau đó thì lèn tới phía sau chúng ta kẻ này tâm kế rất sâu hắn không ngờ dám tính kế chúng ta như vậy chúng ta tìm hắn tính sổ đi dương quảng sự mặt lộ nộ ý nói tính sổ gì đinh phi hàn tức giận nói là chúng ta quá hung làm tiên phong dò đường cho hắn hắn cũng đâu có bảo chúng ta làm như vậy chúng ta ngay cả lời nói chỉ trích hắn cũng không nói ra được chúng ta không có lý do chính đáng thì cũng thôi ngươi xác định chúng ta có thể đối phó được hắn sao hắn chính là độc hành giả hiện tại lại dám minh ngang xuất hiện ở phía sau chúng ta chứng tỏ hắn có đủ tự tin để không sợ hãi thương đội chúng ta thật sự động thủ ngươi xác định chúng ta có thể thắng a cho dù có thể thắng chúng ta sẽ phải hao tổn bao nhiêu nhân thủ cho loại việc khí phách này. Làm như vậy thật sự có đáng không? Vậy cứ thế bỏ qua à? Dương quản sự nói. Chỉ có thể như vậy thôi, coi như là hồi báo hắn nói cho chúng ta biết tin tức đi. Đinh Phi hàn liếc về phía sau thương đội một cái, có chút uất nghẹn nói. Bên kia Chu Phàm đang mặt mày tươi cười ăn lương khô, hắn không phải tâm kế thâm trầm như Đinh Phi Hàn nghĩ, lúc ban đầu hắn căn bản không có ý để thương đội làm tiên phong dò đường cho mình, bởi vì với thực lực của hắn căn bản không cần thiết phải làm như vậy, có điều đêm qua hắn quả thật là đi vòng về nhưng vòng về chỉ là muốn dùng nhĩ tức nghe xem thương đội sẽ xử lý việc này ra sao ai ngờ nghe tới cuối cùng thương đội định lợi dụng hắn làm tiên phong dò đường chúc phàm thì không muốn làm tiên phong dò đường cho người khác dứt khoát để thương đội đi trước như vậy hắn cũng có thể thoải mái hơn không ít có lẽ đối ứng sẽ tổn thất một số sâu xám lớn có điều những quái quyệt này quá yếu thu thập chúng đối với hắn hiện tại mà nói cũng chính là như muối bỏ biển mà thôi hắn đoàn bên thương đội hiện tại chắc đã phát hiện hắn đi theo phía sau. Có điều hắn nghĩ cũng không đến mức vì loại việc nhỏ này mà xuất thủ với hắn. Nếu dám xuất thủ với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Chu Phàm ăn xong bữa sáng, hắn bắt đầu dựa vào một thân cây ở bên sơn đạo nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua đi cả một đêm, hắn cũng phải chập mắt một chút mới được. Khi nhắm mắt dưỡng thần, tị tức và nhĩ thức của Chu Phàm đều mở ra. Như vậy có động tĩnh gì, hắn cũng có thể phát hiện đúng lúc. Sau nửa canh giờ, hắn mở mắt, nhìn ve phương hướng ban đầu đi tới, bốn người của tiểu đội võ giả và phải đêm qua đang đi tới bên này trên mặt bốn người đều lộ ra vẻ mỏi mệt bọn họ trước hết là thấy thương đội khá đông sau đó lại phát hiện ra chu phàm ở phía sau thương đội là ngươi giết chết nàng nam tử trẻ tuổi trong tiểu đội võ giả phẫn nộ quát với chu phàm chu phàm đưa tay đặt lên chuôi đao của đao gì thản nhiên nói cơm có thể ăn bậy nói lại không thể nói lung tung ngươi nói ta giết ai lọng miệng nữ tử cao lớn lạnh lùng nói nàng là chết trên tay quái quyệt cho dù vị huynh đài này gặp nàng cũng chỉ là giải quyết thống khổ cho nàng mà thôi. Hai mắt nam tử trẻ tuổi đỏ lên tức giận nhưng vẫn ngậm miệng. Chu Phạm mặc ke bốn người này nói chung giống như lời nữ tử cao lớn này nói. Nữ tử đó là bị quái quyệt giết chết trước, hắn không thẹn với lương tâm, không thừa nhận chỉ là không muốn mang tới phiên phức mà thôi. Vị huynh đài này hiện tại ngươi biết nơi này là đâu không? Nữ tử cao lớn lại nói với Chu Phạm, nơi này là đâu? Đinh Phi Hàn chậm rãi đi tới, hắn vừa hay nghe thấy nữ tử cao lớn nói chuyện chương 1733, không chuyển đồng. Ta cũng coi như là quen thuộc với nhân tức Sơn, nếu không nhìn lầm, ta nhớ đây là Sơn Đạo thứ ba, nữ tử cao lớn nói. Sơn Đạo thứ ba, chu Phàm bỗng nhiên nhớ tới Sơn Đạo thứ hai chính là ở Vân Đây, có điều rất nhanh hắn không nghĩ việc này nữa, bởi vì dư quang ở khóe mắt nhìn thấy, mà đất cách phía trước bọn họ một trượng đột nhiên nô lên một khối đá to bằng đầu người, phát ra một tiếng vang khẽ, vì vậy không chỉ là chu Phàm, đám người nữ tử cao lớn cũng phát hiện, tất cả mọi người đều cảnh giác nhì khối đá đột nhiên nhô lên nó mà đất đột nhiên nhô lên tảng đá to bằng đầu người hấp dẫn tâm mắt của bọn chu phàng tất cả mọi người đều nhìn chăm chằm tảng đá này cho dù có một số quái quyệt là không thể nhìn thẳng nhưng loại quái quyệt này chung quy chỉ là số ít cho nên rất nhiều võ giả khi đối mặt với quái quyệt không biết đều sẽ lựa chọn nhìn thẳng quan sát trước bằng không chẳng lẽ lại nhắm mắt chờ chết à ít nhất đối với loại độc hành giả như chu phàm mà nói hắn chỉ có thể lựa chọn nhìn thẳng trước hắn có long thần huyết có thể khắc chế rất nhiều nguyên rùa tạo uế giữa tảng đá vỡ ra một lỗ hồng bột đá xám rơi xuống lỗ hồng càng lúc càng lớn mọi người mới phát hiện đây là một trong mắt to lớn con ngươi màu cam lược mài con ngươi là khói đen lam con ngươi chậm rãi di động nhìn quét tất cả mọi người chu phàm nữ tử cao lớn đinh phi hàn đều biến sắc bọn họ nhận ra được con ngươi nhìn quét một vòng lại giống như khói biến mất trước mắt bọn họ ngươi vẫn là những người đó ngay cả thương nội ở xa xa cũng vẫn còn bọn họ vẫn ở trong núi chỉ có điều cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn thay đổi tất cả mọi người lại bị dịch chuyển đến nơi khác là không chuyển đồng cấp hắc lệ trên mặt nữ tử cao lớn lộ ra vẻ sợ hãi nói khẽ cái gì là không chuyển đồng nam tử trẻ tuổi bên cạnh nàng ta hỏi toàn thân hắn run rẩy hắn không biết đây là quái quyệt gì nhưng biết khẳng định không đơn giản bởi vì quái quyệt cấp hắc lệ là ngay cả khí cương đoạn cũng khó có thể ứng phó không chuyển đồng có năng lực dịch chuyển không gian chỉ cần bị nói nhìn một cái vậy sẽ cả người lẫn vật bị dịch chuyển đến nơi khác nữ tử cao lớn tâm thân không yên giải thích thế cũng có thể xếp thành cấp hắc lệ à nam tử trẻ tuổi không thể tin được nói chỉ cần không bị dịch chuyển tới nơi nguy hiểm sắc mặt đinh phi hàn hơi châm xuống nói không chuyển đồng có thể được xếp thành cấp hắc lệ là vì người bị nó nhằm vào dịch chuyển đi sẽ theo số lần dịch chuyển tăng nhiều mà bị dịch chuyển tới nơi càng lúc càng nguy hiểm từng có không ít tu sĩ đạo cảnh cường đại là phải không chuyển đồng mà bị dịch chuyển đến nơi nguy hiểm rồi bị giết chết lần sau nó xuất hiện chúng ta mau giết nó không phải là được sao nam tử trẻ tuổi ngây ra một thoáng nói nhưng vấn đề là không truyền đồng thuộc về quái quyệt loại hình pháp tắc hiện tại vẫn không phát hiện công kích có thể tạo thành hiệu quả đối với nó nếu không cũng không có chuyện tu sĩ đạo cảnh thúc thủ vô sách bị nó giết chết nữ tử cao lớn trầm giọng nói hơn nữa một khi bị nó nhằm vào bất kể ngươi có chạy trốn tới bất kỳ nơi nào nó đều có thể tìm được ngươi dịch chuyển ngươi đến nơi nó muốn đến chu phàm cũng biết không truyền đồng sắc mặt hắn ngương trọng giống như đinh phi hàn và nữ tử cao lớn đã nói không truyền đồng là không thể giết chết cho dù hắn thuần dị chạy trốn tới nơi an toàn ở rất xa không truyền đồng cũng có thể theo tới dịch chuyển hắn đến nơi nguy hiểm khác hơn nữa theo số lần dịch chuyển tăng nhiều sẽ càng lúc càng nguy hiểm nếu như tu sĩ võ giả bị không truyền đồng nhằng vào chỉ có thể cược vận khí cược không truyền đồng lúc nào sẽ từ bỏ không truyền đồng không thể cứ một mực trăm trăm một người có đôi khi thậm chí chỉ dịch chuyển một lần là từ bỏ đương nhiên nhiều thì cũng có mấy chục lần về phần trăm lần thì chưa ai thử bình thường mấy chục lần đã bị chơi chết rồi có không ít sách từng đề cập qua không chuyển đồng số lần quá nhiều sẽ dịch chuyển con người đến bên cạnh quái quỷ không thể biết cấp đây cũng là nguyên nhân không chuyển đồng không có lực công kích vì lại có thể được xếp thành cấp hắc lệnh thậm chí có người nói không chuyển đồng không nên chỉ là cấp hắc lệnh nên là cao hơn Chú phàm vừa nghĩ tới việc này vừa lưu ý hoàn cảnh chung quanh lần đầu tiên dịch chuyển sẽ không nguy hiểm nhưng đây đã là lần thứ hai rồi nhưng hắn phát hiện hiện tại rất có thể vẫn ở trong nhân tức sơn dịch chuyển của không chuyển đồng có thể không đến xỉa tới không gian cự ly cho dù bị truyền tống đến ngoài 10 vạn tám ngàn dạng cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chương một nghìn bảy ba mươi không chuyển đồng hai vẫn ở nhân Tước Sơn. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Đinh Phi Hàn đã chạy vây thương đội của mình, nói với bọn thương đội gặp phải không chuyển đồng. Nữ tử cao lớn và ba đồng bạn cũng mặt mày lo lắng thương lượng. Chu Phàm đơn độc một mình nhíu mày suy tư. Hiện tại hắn chỉ hy vọng vận rủi của mình không phát tác. Nếu không bị không chuyển đồng truyền tống đến bên cạnh một con quái quỷ không thể biết cấp, vậy hắn rất khó có thể sống sót. Bên thương đội phát ra từng đợt tiếng xôn xao khi biết bị không chuyển đồng nhằm vào khủng hoảng là chuyện khó tránh khỏi chu phàm không để ý đến những cái này hắn chỉ lạnh lùng nhìn chung quanh lần thứ hai dịch chuyển cho dù vẫn ở nhân tước sơn cũng sẽ không thoải mái như đêm qua không có cách nào có thể đào thoát à toàn thân nam tử trẻ tuổi run rẩy hỏi hắn vẫn không muốn chất chỉ có thể đến khi không chuyển đồng từ bỏ mới thôi nữ tử cao lớn trầm giọng nói sự hỗn loạn trong thương đội kéo dài một lúc mới được bình ổn đinh phi hàn dẫn theo dương quản sự đi tới bọn họ nhìn thấy chu phàm và đội võ giả do nữ tử cao lớn cầm đầu vẫn còn nhìn nhau một cái vẫn là đinh phi hàn ông quyền nói bỉ nhân đinh phi hàn đây là dương quản sự xin hỏi cao tính đại danh của hai vị đinh phi hàn nhìn về phía là chu phàm và nữ tử cao lớn trong mắt hắn cũng chỉ có thực lực của nữ tử cao lớn và chu phàm là có thể đáng để hắn coi trọng hắn tự nhận chút nhãn lực này là vẫn phải có lô xuân sơn, sơn nữ tử cao lớn trả lời Trượng ba thiên chu phàm cũng nói Giang ngoài hành tẩu ra hồ tốt nhất đừng nói tên thật, nhất là những gì tình cảnh như vậy. Lôi cô nương, triệu huynh, hiện tại là tình huống gì? Ta nghĩ các ngươi cũng có thể biết rồi. Chúng ta bị không truyền đồng nhàm vào lần ít, thứ hai đều bị dịch chuyển đến chỗ giống nhau, nhưng mấy lần tiếp theo chưa chắc đã là ở đây. Vào lúc thế này, thương đội chúng ta muốn hợp tác với chư vị vượt qua khó khăn. sắc mặt đinh phi hàn nghiêm túc nói, đã không thể tránh được sự dịch chuyển của không truyền đồng, còn không bằng hợp tác, đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Được được được, chúng ta hợp tác. Nam tử trẻ tuổi vui vẻ nói, tương đội có nhiều võ giả như vậy, thực lực hiển nhiên không kém. Lôi Xuân Sơn thản nhiên liếc nam tử trẻ tuổi một cái, nam tử trẻ tuổi lập tức hiểu mình phạm kiên kỵ, nộng miệng lại, hắn không phải là thủ lĩnh của từ đội võ giả này. Lôi Xuân Sơn không vội trả lời, nàng nhìn Chu Phàm, muốn xem Chu Phàm nói thế nào. Lôi Xuân Sơn quanh năm đi trong hoang dã cũng có nhãn quang sắc bén. Nàng có thể nhìn ra độc hành giả tên là Triệu Bá Thiên rất không đơn giản, hợp tác thì không có vấn đề, nhưng hợp tác tới trình độ nào? Ta cho rằng vẫn phải nói rõ ràng, để tránh kết quả đoàn người biến thành không thoải mái. Chu Phan chấm ngâm một chút nói. Đọc phải nan đề có thể đối phó, chúng ta liên thủ xử lý, nếu quá nguy hiểm, vậy các vị cứ tùy ý. Đinh Phi Hàn sớm đã nghĩ tới rồi. Ý của Đinh Phi Hàn rất đơn giản, đây là một liên minh rời rạc lợi dụng lẫn nhau. Nếu tay vạ đến nơi ai dựa vào bản sự của người nấy mà bỏ chạy, dẫu sao bọn họ lúc trước không quen biết nhau, không thể nguyện ý yên tâm đưa lương cho đối phương, hợp tác rời rạc ba phương đều có thể có thể chấp nhận được nếu là quan hệ hợp tác quá khắc nhiệt, sợ rằng không ai sẽ đồng ý vậy ta không có vấn đề chu phàm nói phương án đinh phi hàn nói chính hợp ý hắn hợp tác rời rạc vừa có thể cho chu phàm mượn lực lượng của bọn họ ở thời điểm mấu chốt cũng sẽ không khiến bọn họ liên lụy hắn đối với hắn mà nói cũng là phương thức hợp tác duy nhất có thể chấp nhận được cho dù thực lực của tiểu đội võ giả và thương đội có thể không bằng hắn nhưng hiểu biết của thương đội và tiểu đội võ giả đối với hoang dã cùng với ưu thế trên nhân số của bọn họ vẫn có thể mang tới trợ giúp nhất định đối với hắn đây cũng là nguyên nhân chu phàm nguyện ý hợp tác ta cũng đồng ý ngôi Xuân sơn, sơn mở miệng nói vậy hai vị đều đồng ý hiện tại chúng ta cần phải làm rõ là chúng ta đang ở đâu đinh phi hàn thờ phao nói có điều ta nghĩ chúng ta chắc vẫn ở trong nhân tước sơn các ngươi cho rằng nên làm như thế nào nếu đây là nhân tước sơn ngươi quân ngương có thể nhận ra đây là sơn đạo nào không chu phàm hỏi Lúc trước Lôi Xuân Sơn, Sơn nói bọn họ ở Sơn Đạo thứ ba, hiện tại nói không chừng Lôi Xuân Sơn, Sơn cũng có thể nhận ra. Trước tiên cứ đi tới đã, ta phải nhìn thấy vật dấu hiệu quen thuộc mới có thể xác nhận. Lôi Xuân Sơn, Sơn lắc đầu nói. Mọi người lập tức khởi hành, chương 1735, cây. Cho dù các võ giả của thương đội biết bọn họ bị không truyền đồng nhằm vào, nhưng dưới yêu cầu của Đinh Phi Hàn và Dương Quản sự, thương đội không giữ hàng hóa, vẫn để ngựa kéo hàng hóa di tới. Do sao bọn họ một đường vất vả, chính là vì lô hàng hóa này, nếu hàng hóa không còn tổn thất sau khi trở về là quá lớn chưa gặp phải tình huống quá nguy hiểm bọn họ đều không muốn bỏ hàng hóa chúc phàm và tiểu đội võ giả do lôi xuân sơn, sơn cầm đầu cũng không đề ra dị nghị gì nói chung bọn họ hiện tại không đi quá nhanh và phải nguy hiểm cũng không cần bọn họ lo cho chỗ hàng hóa này chúc phàm và bốn người lôi xuân sơn, sơn đi bộ bên cạnh thương đội lôi xuân sơn, sơn nói vài câu thăm dò muốn hỏi ra nội tình của chúc phàm đều bị chúc phàm dùng từ ngôn từ có lệ cho qua mọi người dựa theo khí cụ chỉ hướng đi chưa được bao lâu lập một tiểu đội võ giả sáu người bọn họ không ngờ nhanh như vậy đã gặp người chư vị xin dừng bước đinh phi hàn vội vàng dẫn ba người đi lên gọi tiểu đội võ giả sáu người đó lại tiểu đội võ giả đó do dự một chút vẫn dừng bước có điều vẫn bảo trì cự ly với mọi người xin hỏi nơi này là nhân tước sơn ư nếu là nhân tước sơn vậy là sơn đạo thứ mấy đinh phi hàn chắp tay hỏi nơi này không phải nhân tước sơn thì là đâu trên mặt một người trong tiểu đội võ giả lộ ra vẻ cảnh giác hỏi đây rõ ràng chính là nhân tước sơn nhưng có người hỏi như vậy tiểu đội võ giả này đương nhiên phải cảnh giác ở ngoài hoang dã chuyện càng dị thường thì càng phải cẩn thận đề phòng nghe thấy quả nhiên là nhân tước sơn trong lòng binh phi hàn mừng rỡ hắn cười khổ nói nói ra thật xấu hổ chúng ta không phải từ miệng núi vào mà là từ nửa đường đi vào cho nên mới không dám xác định thì ra là lúc này người của tiểu đội võ giả mới thở phào một người trong đó nói nơi này chính là nhân tước sơn là sơn đạo thứ hai nếu các ngươi chỉ là qua đường vậy đừng tiếp tục tiến về phía trước, đường phía trước không thông, bị 12 tiểu đội liệp quyệt xả bịt rồi, vì sao lại bịt đường? Đinh Phi Hàn nhíu mày hỏi, kỳ thật trước khi thương đội lên đường, đã ở sơn tập hỏi thăm tin tức, cũng nghe nói gần đây sơn đạo thứ hai không an toàn, tốt nhất đổi sơn đạo khác. Cho nên bọn họ mới đi sơn đạo thứ năm. Kết quả bị dịch chuyển vào sơn đạo thứ hai, cái này thì không biết, ta nghĩ chắc là có bảo vật gì đó xuất thế. Võ giả hư một tiếng nói, bọn họ cố ý giải tin tức nói sơn đạo thứ hai không an toàn ở trong sơn tập chính là không muốn nhiều người biết được việc này trên đoạt bảo vật với bọn họ nếu không phải thực lực của chúng ta không đủ chúng ta khẳng định cũng phải đi đòi một phần thủ lĩnh của 12 tiểu đội liệp quyệt xả đều là cao thủ luyện khí tam đoạn lợi hại thì đã đến khí cương đoạn nói với hắn nhiều như vậy làm gì chúng ta đi thôi đồng bạn của hắn dục rất nhanh tiểu đội võ giả này rời khỏi sơn đạo biến mất trong núi rừng chút phàm thu hết đối thoại của bọn họ vào trong tai hắn hơi nhướng mày nếu những người này không nói sai bọn họ bị dịch chuyển vào sơn đạo thứ hai thì ra sơn đạo thứ hai không phải có nguy hiểm mà là có bảo vật xuất thế có điều nói bảo vật xuất thế nhất định dẫn tới tranh đoạt đến lúc đó nói có nguy hiểm cũng không tính là sai đinh phi hàn dẫn người trở về đầu tiên thương lượng việc này với dương quản sự và chu phàm lôi xuân sơn, sơn bọn họ có khả năng lừa chúng ta không dương quản sự thủ nói trước bọn họ không cần thiết phải lừa chúng ta lôi xuân sơn, sơn lắc đầu nói lời nói của lôi xuân sơn có được sự tán thành của bọn chu phàm chỉ là tiểu đội liệp quyệt giả tình cờ gạc khả năng nói dối bọn họ là không cao vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đinh phi hàn nhìn về phía trước hắn có chút tiếc nuối thở dài nói đều không phải hiện tại bị không truyền đồng bám vào ta khẳng định cũng đi xem thử rốt cuộc là bảo vật gì xuất thế trong điên lời nói của đinh phi hàn để lộ ra lòng tin cường đại võ giả vừa rồi đi ngang qua đã nói thủ lĩnh của người hai tiểu đội liệp quyệt giả đều là cao thủ luyện khí tam đoạn nhưng đinh phi hàn vẫn dám nói như vậy xem ra có thể cũng là luyện khí tam đoạn do sao nơi này cũng là ở gần tiêu lôi châu phủ ở cao tượng thành nghe nói cao thủ tiêu lôi châu phủ như mây không ngờ một đội trưởng hộ vệ của thương đội cũng là luyện khí tam đoạn tâm tư của chu phàm chuyển động hắn chậm rãi nói đường phía trước đã bị bọn họ phong tỏa hiện tại chúng ta nên làm như thế nào là đổi đường hay là tiếp tục tiến về phía trước ta kiến nghị đổi đường dẫu sao chúng ta bị dịch chuyển đến sơn đạo thứ hai nói không chừng sơn đạo thứ hai sẽ có nguy hiểm sớm rời khỏi thì thỏa đáng hơn. Chương 1736, Cam Bay Phu Chan Nhưng nếu chúng ta muốn đổi sơn đạo, nhất định phải từ đi qua núi rừng. Ta nhớ sơn đạo và sơn đạo thứ ba ở lân cận, như vậy đi ngang qua nhanh nhất cũng cần nửa canh giờ. Đinh Phi Hàn do dự nói. Nhân tức sơn thực sự không nhỏ, cho dù là sơn đạo liên nhau, cự ly cũng vẫn xa hơn trong tử tượng, còn có thể gặp phải vách núi vách đá cản đường. Đây là nguyên nhân khiến Đinh Phi Hàn do dự. Thấy Đinh Phi Hàn phản đối, hai hàng lông mày chu phàm nhíu lại muốn nói nếu không được vậy chúng ta ai đi đừng lấy cho xong nhưng chu phàm chưa nói ra ngoài mà đất đột nhiên chấn động giống như là trời dập đất nứt vậy đá vụn trên mặt đất chấn động cây cối cũng đổ không ít cách bọn họ không xa có một gốc đại thụ đang liên tiếp nhô lên toàn thân đại thụ và óng ánh cân cây của nó giống như một thân rắn cuốn lượng trên cành của nó rủ xuống từng thứ giống như rắn nhỏ mỗi một con rắn nhỏ vàng óng ánh đều dài bằng nửa cánh tay người đang không ngừng vặn vẹo đại thụ cao ngất trong mây. Người ở nhân tức sơn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Vị trí đứng của bọn chu phàm quá gần, không nhìn rõ cây đột nhiên mọc ra này cao bao nhiêu. Kim Nguyệt khâu thụ, không ngờ là Kim Nguyệt khâu thụ. Trong mắt Đinh Phi hàn lộ vẻ tham lam, hắn chỉ nhìn Dương Quản sự một cái, cả người đã nhanh chóng chạy tới phía trước. Đinh Phi hàn không nói một câu một mình lao đi bỏ lại thương đội, nhưng Dương Quản sự không nói gì, hắn cũng kích động nói. Kim Nguyệt khâu thụ, nhân tức sơn không ngờ có Kim Nguyệt khâu thụ, nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn lại suy sụp lắc đầu cho dù là kim nguyệt khâu thụ cũng không có quan hệ bao lớn với hắn đi mau lôi dân sơn, sơn cũng chạy về phía trước ba thủ hạ của nàng cũng vội vàng đi theo chỉ một phát một mình chu phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn kim nguyệt khâu thụ đó lúc kim nguyệt khâu thụ chưa xuất hiện không ai biết nó trốn ở đâu chỉ suy đoán nó dùng nguyệt khâu tử làm thức ăn cho dù đào lòng đất một lượt cũng không thể tìm được thân ảnh của nó cho nên nơi có nguyệt khâu tử chưa chắc đã có thể đợi được kim nguyệt khâu thụ xuất hiện nó không có bất kỳ quy luật gì để lần theo có một số chỗ nguyệt khâu tử xuất hiện hơn trăm năm cũng không chờ được một gốc kim nguyệt khâu thụ nhưng kim nguyệt khâu thụ vừa xuất hiện nhất định sẽ kéo tới một mảng ngưa máu gió tanh tác dụng của nó rất giống với máu của nguyệt khâu tử dịch của kim nguyệt khâu thụ là mấy loại hóa nguyên vật tốt nhất để võ giả khí cương đoạn hóa nguyên bước vào đạo cảnh tốt hơn hóa nguyên đan và máu của nguyệt khâu tử cả chục lần chúc phàm nhìn đại thụ tỏa ra quang mang vàng óng ánh Tâm tư của hắn điên cuồng chuyển động, đồng thời lại khiến mình bình tĩnh lại, gần hơn hắn có tới 12 tiểu đội liệt quyệt giả, những tiểu đội liệt quyệt giả đó có thể biết có bảo vật xuất thế, nhưng chắc không ngờ lại là kim nguyệt khâu thụ, dẫu sao kim nguyệt khâu thụ cũng khó có thể suy đoán, nếu bọn họ có thể đoán được, phía trước khẳng định không chỉ là võ giả khí cương đoạn, thiên tài địa bảo tốt bực này, cho dù là tu sĩ đạo cảnh cũng không muốn bỏ qua, thậm chí phụ cận sẽ có tu sĩ đạo cảnh thấy kim nguyệt khâu thụ đang chạy tới, hắn đang do dự xem có nên chạy tới hay không không chuyển đồng dịch chuyển bọn họ đến sơn đạo thứ hai có thể là bởi vì kim nguyệt khâu thụ nếu là vì kim nguyệt khâu thụ vậy có thể sẽ tồn tại nguy hiểm lớn chỉ là chu phàm do dự trong mấy hơi thở lên cúi đầu nhìn tiểu cầu thấp giọng nói ngươi ở lại nơi này ta sẽ về tìm ngươi tiểu cầu vẫy đuôi phát ra một tiếng hừ hừ chắc là đáp ứng thân thể của chu phàm thuấn di về phía trước cầu phú quỷ trong hiểm nguy nếu bỏ qua cơ duyên tốt như vậy sẽ bị thiên lôi đánh chết cho dù dương quản sự bên cạnh trúc phàm cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ lướt qua trước mặt hắn thân pháp nhanh quá trên mặt dương quản sự lộ ra vẻ cả kinh nói chúng ta nên làm gì các võ giả của thương đội đều mặt lộ vẻ tham lam sắc nhìn chằm chằm kim nguyệt khâu thụ trong bọn họ cho dù có người không biết về kim nguyệt khâu thụ nhưng nhìn thấy bọn đinh phi hẳn như vậy cũng có thể đoán ra đây tuyệt đối là thứ tốt đừng nghĩ nhiều như vậy phía trước chính là có không ít võ giả luyện khí tam đoạn các ngươi muốn di chịu chết à dương quản sự quát bảo vệ tốt hàng hóa cho ta mới là chính sự. Trúc phàm giống như một làn khói nhẹ tiến về phía trước, hắn vốn chỉ do dự mấy hơi thở, hiện tại thì triển ra thân pháp, rất nhanh liền nhìn thấy ba võ giả đi theo bên cạnh Lôi Xuân Sơn lúc ban đầu, chỉ là Lôi Xuân Sơn lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã bỏ lại bọn họ đi trước một bước. Chương 1737, Trúc phàm chỉ liếc ba người bọn họ một cái, rồi thuôn di qua bên cạnh bọn họ. Vừa rồi có phải có người lướt qua bên cạnh chúng ta không? Võ giả trẻ tuổi trong ba người do dự hỏi hai người còn lại đều giật mình, bọn họ cũng nhìn thấy. Nhưng lại không dám khẳng định, Chu Phàm thuấn di mấy hơi thở, lại thấy Lôi Dân Sơn và Đinh Phi Hàn, hai người vẫn duy trì không tốc độ tương đương, tốc độ của Đinh Phi Hàn và Lôi Dân Sơn không thể nói là nhanh, hai hàng lông mày Chu Phàm nhướng lên, hắn cũng thả chậm tốc độ, dưới chân Lôi Dân Sơn và Đinh Phi Hàn bỗng nhiên có từng đợt quang mang màu vàng nổ tung, đá núi bay tung tóe, hai người lui về phía sau né tránh, nếu không phải bọn họ tránh nhanh, khẳng định đã bị nổ cho bị thương, đây là cạm bẫy phù trận, những tiểu đội liệp quyệt giả đó khẳng định sớm đã đoán được sẽ có người tới tranh đoạt bảo vật mới bày ra cạm bẫy phủ trận từ trước lôi dân sơn đinh phi hẳn đều sắc mặt khó coi dừng chân cho dù bọn họ đã sớm có suy đoán thả chậm bước chân nhưng khi xác nhận có cạm bẫy phủ trận vẫn cảm thấy khó giải quyết chờ bọn họ loại trừ hết cạm bẫy phủ trận sợ rằng dịch của kim người khâu thụ đã bị người ta tranh đoạt xong rồi hai người bọn họ dừng chân nhưng chu phàm không dừng bước hắn ngay cả hứng thú dừng lại nói chuyện với hai người cũng không có chỉ lao về phía trước lôi xuân sơn, sơn đinh phi hàn nhìn chu phạm lao thẳng tới như vậy đều ngẩn ngươi nhưng rất nhanh bọn họ liên thấy lộ tuyến đi tới của chu phạm là bảy xe tám mặt cuối cùng trực tiếp xé rách phòng ngự phù trận biến mất trước mắt bọn họ một màn này khiến hai người đinh phi hàn thấy mà trận mắt há hốc mồm triệu huynh là làm thế nào biết được ở đó có cạm bay phù trận đinh phi hàn ngây ra một thoáng nói không biết lôi xuân sơn, sơn lắc đầu nói ngươi nhớ lộ tiến hành tàu của hắn không nhanh như vậy làm sao mà nhớ được Đinh Phi Hàn cười khổ nói, phiên phức của cạm bẫy phủ trận là ở chỗ, chỉ cần đạp sai một bước, có khả năng sẽ kích phát cam bay hơn nữa còn có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chu Phàm mặc cậy lôi Xuân Sơn và Đinh Phi Hàn bị cả lại phía sau hắn, hắn vẫn chạy như điên về phía trước, hắn có thể nhanh chóng vượt qua cạm bay phủ trận như vậy là vì hắn tu luyện ý thức, ý thức có thể cảm giác được nguy hiểm, cho nên trước khi hắn bước ra một bước nếu ý thức truyền đến nguy hiểm, hắn sẽ đổi phương hướng. Những người đó khi bố trí cạm bẫy không thể phủ kín cạm bay dưới đất, làm như vậy một là giá vốn quá cao thứ hai nếu bọn họ bố trí cạm bẫy như vậy cũng không thể nhanh chóng trở lại nơi trước đó cho nên những cạm bẫy phủ trận này khẳng định lưu lại sinh môn chu phàm chạy ra khỏi cạm bay hắn không dùng thuấn dị bởi vì thuấn dị quá nhanh có thể sẽ nhảy vào trong cạm bẫy cây kim nguyệt khâu thụ đó sinh trưởng ở cạnh sơn đạo thứ hai hắn đã nhìn thấy trên sơn đạo xuất hiện không ít thi thể hắn lập tức hiểu được 12 tiểu đội liệt quyền giả tranh chấp nội bộ rồi đây cũng không phải chuyện thần kỳ gì Dẫu sao có ai không muốn dịch của Kim Nguyệt Khâu thụ, có thể bớt đi mấy đối thủ cạnh tranh tất nhiên là chuyện tốt, tốt nhất là có thể đồng chiếm. Tình huống tâm mang ý xấu như vậy nếu có người ra tay trước, nhất định sẽ dẫn phát một hồi nội chiến lớn, nhưng đối với Chu Phàm mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Những người này đánh một hồi, dịch của Kim Nguyệt Khâu thụ chắc chưa đã bị lấy đi. Chu Phàm rất nhanh đi tới dưới tảng cây, không biết là ai. Dưới Kim Nguyệt Khâu thụ không ngờ còn bố trí mấy đạo phù cạm bay nếu không phải Chu Phàm có cản chi nguy hiểm của ý thức có thể sẽ bị lừa dưới tàng cây có tới hơn người thi thể người khác ngược lại không thấy bóng dáng chu phàm lửng đầu thấy trên cây đang có người cấp tốc nhảy lên những người đó vừa giẫm lên cành cây vàng óng ánh vừa chém giết đều đánh tới điên rồi tiếng chém giết từ trên cây truyền xuống dưới tàng cây không chỉ là chém giết giữa người với người là cây giống như rắn của kim người khâu thụ cũng đang vươn ra tập kích người trèo lên cây chu phàm hừ một tiếng thân thể hắn tỏa ra từ kim quang mang hình thành từ kim giáp trụ bao phủ lấy thân Sức phòng ngự của Tử Kim Giáp trụ đối với hắn hiện tại mà nói là rất khó mang tới tác dụng quá lớn, nhưng có thể giúp hắn che giấu diện mạo, để tránh người khác sau này nhận ra hắn. Chu Phàm giam một chân lên thân cây, cả người nhảy lên, ha xuống cành giống như vàng, không ngừng nhảy về phía trước. Kim Nguyệt Khâu Diệp cắn xé tới Chu Phàm đầu tiên, chỉ là chỉ Chu Phàm căn bản chẳng buồn để ý những kim nguyệt khâu diệp giống như rắn này, kim nguyệt khâu diệp ngay cả phòng ngự chân khí của hắn cũng không phá được, hắn căn bản không cần lo lắng. Chương 1738, muốn hết có điều cũng bởi vì công kích của kim nguyệt khâu diệp khiến cho hắn không thể ẩn thân tiềm hành đều không hắn có thể không phải khó khăn như vậy khi hắn lên đến độ cao nhất định có võ giả đang chém giết trên đại thụ nhìn thấy chu phàm những võ giả đã giết tới đỏ mắt này đương nhiên không muốn để mặc cho chu phàm trở lên trên có ba bốn võ giả vung đao sử kiếng bổ tới chu phàm chân khí quét ra không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên kim nguyệt khâu thụ nhưng lại khiến cảnh lá rung loạn tự tìm chết Đau gì trong tay chu phàm nhấp ngáng mấy đạo đao cương trong suốt cấp tốc lói lên xe rách những võ giả dám công kích hắn nục vang khắp nơi rơi xuống phía dưới chu phàm giết chết ba bốn võ giả ló hắn chẳng thèm nhìn tiếp tục nhảy lên trên có người đuôi mù dám nhảy tới làng phiền hắn đều bị hắn một đao kết liễu hắn dũng mãnh thẳng tiến không lùi chỉ là trong nháy mắt hắn đã đi tới đoạn giữa của kim nguyệt khâu thụ nhưng ở đoạn giữa hắn không thể không dừng chân bởi vì nơi này có tám người đều đứng trên một cành cây bọn họ không nhúc nhích nhìn thấy tình hình quỷ dị như vậy chu phàm tất nhiên dừng bước tám người đó cũng nhìn thấy chu phàm tới bọn họ hoặc lạnh lùng hoặc bình tĩnh nhìn một lão giả dáng người thấp bé trong đó hừ một tiếng hắn vỗ một trường về phía chu phàm cương trưởng đen xì sì vô cùng nhanh chóng cuốn lên một trận gió mạnh chu phàm khẽ nhướng mày đao gì trong tay hắn chém ra một đạo đao cương bay ra chém nát cương trưởng đen xì sì. lại tiếp tục bay về phía trước đến trước người lão giả dáng người thấp bé điều này khiến sắc mặt lão giả dáng người thấp bé khẽ biến hắn vội vàng đánh ra một trưởng lúc này cương trưởng mới đánh nát được đao cương Khí cương cao đoạn sắc mặt bảy người còn lại đều biến thành vi diệu lão giả cũng kiên kỵ nhìn chu phẳng hắn chính là khí cương cao đoạn một đao của đối phương có uy thế khủng bố như vậy tuyệt đối là khí cương cao đoạn bên trên chính là dịch của kim người khâu thụ các ngươi ở đây làm gì chu phàm lạnh giọng hỏi hỏi là hỏi như vậy nhưng trong lòng hắn đã có mấy suy đoán khí cương cao đoạn thì sao tám người chúng ta cũng không đủ chia nếu ngươi không muốn rút đi chúng ta giết người lão già thấp bé nhếch miệng cười âm hiểm, ồn ào. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn bổ ra một đao, chính là năm đạo đao cương nhanh tới tuyệt luân. Đao cương nhanh chóng di tới trước người lão già thấp bé, lão già thấp bé giam lên một tiếng, hai tay vỗ liên tục, tay chân lúng cuống mới vỗ nát được đao cương. Dù là như vậy, vẫn có một đạo đao cương sắp bén lưu lại một vết máu mờ mờ ở chỗ xương sườn của hắn. Con dám nói chuyện, ta sẽ giết người. Chu Phàm nhìn lão già thấp bé lạnh lùng nói lão giả thấp bé câm như hến không dám lên tiếng nhằm vào chu phàm nữa bảy người còn lại cũng mặt mày sợ hãi võ giả khí cương đoạn mới tới này thực lực rất mạnh khiến tiểu tâm tư trong lòng bọn họ lập tức liễng. thu liễng chu phàm không phải không có bản sự lập tức viết chết lão giả thấp bé nhưng hắn không thể làm như vậy nếu không bảy người còn lại khẳng định sẽ bị kích phát bắn ngược liên thủ đối nghịch với hắn cho dù hắn có thể giết chết bảy cao thủ khí cương đoạn này nhưng nếu vì vậy mà lãng phí quá nhiều thời gian bị tu sĩ đạo cảnh tới Dịch của Kim Nguyệt Khâu thụ chưa chắc đã có thể lọt vào trong tay hắn. Vào lúc thế này phải tranh thủ thời gian, cho nên Chu Phạm chỉ thể hiện ra bộ phận thực lực để chấn nhiếp những hạng người lòng mang ý xấu này. Võ giả cường đại sẽ càng lúc càng nhiều. Tu Dĩ tạo cảnh khẳng định cũng sẽ tới đây. Chúng ta còn ở đây lãng phí thời gian sao? Một nam tử chúng nên giống như tháp sắt trong đó tức giận nói: bọn họ vốn chính là thủ lĩnh của tiểu đội liệt quyền giả của mình, mỗi một người đều là võ giả khí cương đoạn. Bốn thủ lĩnh còn lại đều chết, hiện tại vẫn còn lại tám người bọn họ. Nhưng đến nơi này rằng co chẳng ai chịu nhượng bộ ai. Ai dám đi lên trước, nhất định sẽ là phải sự quấy nhiễu của người khác. Đúng, chúng ta cứ lên đã rồi tính. Một hắn tử mặt đen trong tám người gật đầu nói. Thân thể hắn nhảy về phía trước, chỉ là hắn vừa nhảy lên, có mấy đạo cương khí chủng loại khác nhau đánh tới hắn, bước hắn chỉ có thể vận chuyển chân khí châm xuống, tránh được những cương khí đó. Nu gấp cái gì? Chúng ta chưa nói xong là phân thế nào mà. Có người bất âm bất dương nói. Đương nhiên là chia đều, chẳng lẽ còn ai muốn nhiều thêm một phần à? Một võ giả nhãn quang lấp lánh nói. Chia đều cũng được, nhưng ai cầm lấy trước, danh dự của ta không tồi. Hay là để ta bảo quản trước, bảo quản gì, còn không phải muốn độc chiếm à, chúng ta ở ngay tại chỗ chia dịch của Kim Nguyệt Khâu Thụ. chương 1739, muốn hết hai. Trúc phàm nghe vài câu, lúc này mới hiểu được những người này là đang giằng co, trong lòng hắn thả lòng, lạnh lùng cười, thân thể thuấn di nhanh lên trên, quát Cái này còn cần phải tranh à, đương nhiên là ta lấy hết. Thân pháp cấp thuấn di khi không ai ngăn cản là cực nhanh. Tám người đều không ngờ tốc độ của Chu Phàm có thể nhanh như vậy. Bọn họ tranh nhau phát ra cương khí, nhưng đều cũng không theo kịp tốc độ thuấn di của Chu Phàm. Không tốt. Trên mặt tám người lộ ra nộ ý, sau đó chẳng buồn tranh đấu nữa, giống như điên nhảy về phía trước. Chỉ có Kim Nguyệt Khâu Diệp tập kích quấy rối, Chu Phàm rất nhanh đã nhìn thấy ngọn cây. Diệp của Kim Nguyệt Khâu thụ ở ngay trong ổ cây trên ngọn cây, ngay khi chu phàm muốn xông lên kim người khâu diệp trên ngọn cây bỗng nhiên cuốn tới tạo thành lưới lá tầng tầng lớp lóp. sắc mặt chu phàm lạnh lùng hắn bổ tới một đao đao cương giống như vi vũ xuyên qua kim người khâu diệp thành lưới rách nát bét tay trái chu phàm vương ra chân khí của hắn nhanh chóng la ra ngưng tụ dịch cây vàng óng ánh thành một đoàn buông dịch cây ra lúc này tám người cũng chạy tới nhìn thấy chu phàm mang đi tất cả dịch của kim người khâu thụ cực kỳ hoảng sợ đồng thời phát ra cương khí của mình cương khí tám người phát ra giống như che trời phủ đất gặp tới chu phàm chu phàm một đao một đao từ kim đao cương triển khai trước người hắn ngăn cản tất cả công kích nhưng chu phàm cũng bị chấn cho rơi xuống phía dưới có điều chu phàm sớm đã có dự đoán chân khí của hắn trầm xuống ra tốc tốc độ rơi xuống của mình trong vô số kim người khâu diệp dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng rơi xuống tám người ở phía trên liên tục cao thét nhảy xuống đuổi theo tay trái chu phàm một mực nắm lấy dịch cây vàng óng ánh có chân khí bảo hộ Dịch cây khi gặp xuống không chịu bất kỳ tổn hại gì tốc độ rơi xuống của chu phàm rất nhanh cho đến khi cách mặt đất một trượng hắn mới vươn đao dì ra đâm vào thân cây đao dì vào thân cây cứng cỏi bắn ra tia lửa khiến cho tốc độ của hắn chậm lại hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất như hắn vừa xuống tới mặt đất cảm thấy toàn thân biến thành trì trệ hắn bị cố định rồi ha ha đúng là không tốn chút công sức nào đôi dịch của kim người khâu thụ cho ta một lão nhân dâu bạc trắng cuồng tiếu đạp bước về phía chu phàm là tu sĩ đạo cảnh trong lòng chu phàm xuất hiện suy nghĩ này đồng thời thôi động long thần huyết trong cơ thể thân thể bị cố định lập tức hồi phục tự nhiên được cho ngươi chu phàm lạnh lùng nói đao gì trong tay hắn bổ ra đao cương màu xám bổ tới lão nhân dâu trắng lão nhân dâu trắng ôm một tiếng hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị vì chu phàm có thể động đậy nhưng hắn không nhanh không chậm điểm một chỉ lên đao cương màu xám đao cương nứt vỡ nhưng trên mặt lão nhân dâu trắng lại lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì ngón tay hắn đang héo rũ hơn nữa loại héo rũ này nhanh chóng hướng tới mu bàn tay hắn cuối cùng lan ra cả cánh tay mà chu phàm sớm đã thuần di đi nhấp nhàng mấy cái đã biến mất trước mắt lão nhân dâu trắng để lại lão nhân dâu trắng sắc mặt xanh mét hắn không đuổi theo trong miệng lẩm bẩm cánh tay của hắn có quang mang màu trắng hiện lên sau đó cả cánh tay giống như cây khô gặp mùa xuân khôi phục lại dù là như vậy lão nhân dâu trắng vẫn thoát mồ hôi lúc này tám võ giả khí cương đoạn đó mới hạ xuống đất vẻ mặt bọn họ vốn giận dữ nhưng vừa nhìn thấy lão nhân dâu trắng này liền biến sắc vẻ giận dữ tắt hẳn hóa thành sợ hãi bọn họ nhận ra lão nhân dâu trắng này biết hắn là tu sĩ đạo cảnh cho nên mới như vậy lão nhân dâu trắng chỉ lạnh lùng nhìn quách tám người một cái sau đó phẩy tay láo bỏ đi tám người đều kinh nghi bất định chẳng lẽ vị lão tiên sinh thực lực cao cường này cũng không lưu lại được người thân bí mật tử kim giáp trụ đó cây to lớn trong nhân tước sơn tỏa ra quang mang màu vàng kim hấp dẫn không ít người tới nhưng dịch kim người khâu thụ quý giá đã bị lấy đi cho dù tới nơi cũng chỉ có thể tiếc nuối mà về kim người khâu thụ sẽ không mộc mực tồn tại một ngày sau nó sẽ biến mất chu phàm trốn trong núi rừng thu hồi tâm mắt nhìn về phía kim người khâu thụ hắn đã xác nhận tu sĩ đạo cảnh đó sẽ không đuổi theo nếu không hắn cũng không dừng lại lại ở đây chu phàm cũng vì vậy mà thờ phào thủ đoạn của tu sĩ đạo cảnh đối với hắn mà nói là quá quỷ dị nếu không phải có rất nhiều an chủ bài trong tay hắn đã thảm rồi đương nhiên hắn không phải không có khả năng giết chết tu sĩ đạo cảnh đó chỉ là dưới loại tình huống lúc ấy không đáng để hắn mạo hiểm làm như vậy nói chung bầu cũng tới tay rồi chu phàm nhìn dịch cây vàng óng ánh trong tay trái trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ chương 1740, lần dịch chuyển thứ ba đây chính là một trong hóa nguyên vật được xưng là đỉnh cấp tài liệu như vậy là có giá mà không có bán chu phàm từ trong phù đại lấy ra chữ vật chi thư nói khẽ mở chữ vật chi thư sách nhỏ vạn phần cao hứng vì được phục vụ cho người yêu sách xin hỏi bên trên là lông phía dưới là lông buổi tối lông kể lông là bộ vị nào của thân thể ngươi đáp án là tóc tiểu quyền từ trên đầu chu phàm nhảy ra vội vàng khẳng định ngươi nhìn tóc ta đi bên trên có phía dưới chân cũng có buổi tối khi ngủ ta vừa nằm xuống chúng liền kề vào nhau đáp án sai chư vật chi thư phủ định người yêu sách còn một cơ hội tiểu quyền đó là tóc của ngươi mới như vậy khoái miệng chu phàm giật giật tiếp lời Đáp án là mắt. Chúc mừng người yêu sách. Đáp án chính xác, chữ vật chi thư mở ra, trên sách truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, tiểu quyền lần ra, nàng lẩm bẩm nói. Bên trên mắt có lông, phía dưới cũng có, đích sắc là hợp lý hơn đáp án của ta. Vì sao ta không ngay lập tức nghĩ đến? Chu Phàm không để ý đến tiểu quyền có ngẩn ngơ, hắn từ trong chữ vật chi thư lấy ra một bình bạch ngọc trống, loại linh dịch này dùng bình ngọc đựng mới có thể bảo tồn tốt nhất. Chu Phàm rụt xe khống chế chân khí của mình mở ra một lỗ hồng, khiến dịch cây chảy vào trong bình ngọc hắn đựng hết nửa bình dịch cây chu phàm cười hài lòng nếu không có chữ vật chi thư hắn không thể mang theo nhiều bình ngọc rỗng như vậy đây là lúc trước hắn đã cân nhắc tới ở ngoài hoang dã có thể sẽ gặp được một số linh tài mới mang theo nhiều bình ngọc rỗng cùng một số hộp không các loại chất liệu như vậy nếu không hắn muốn xử lý thích đáng dịch kim người khâu thụ cũng không dễ dàng như vậy kỳ thật không chỉ là hắn võ giả hàng năm hành tẩu ngoài hoang dã đều sẽ mang theo một số bình hộp rỗng để tránh vặp được tài liệu tốt lại không thể bảo tôn thích đáng Hoang dã trước nay là nơi nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Có võ giả một đêm phất nhanh, cũng có võ giả biến mất trong hoang dã. Chu Phàm cất bình bạch ngọc vào trong chữ vật chi thư, hắn thu chữ vật chi thư lại. Vẻ mặt Tiểu Quyền ủy oải, nàng không muốn nói chuyện với Chu Phàm, mà là trực tiếp tiến vào thân thể của Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm quen với điều này rồi, hắn biết Tiểu Quyền đáng thương cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Chu Phàm từ trong núi rừng đi ra, vừa rồi hắn sử dụng tử kim giáp trụ để che giấu, hiện tại giải trừ tử kim giáp trụ cho dù có người phát hiện hắn cũng không thể nhìn ra là hắn đã lấy đi hết dịch kim người khâu thụ chu phàm biết mình đại khái ở vị trí nào vừa rồi cho dù chạy trốn đã rời xa vị trí sơn đạo nhưng cũng không quên lưu ý tình huống chung quanh hắn bước về phía thương đội tiểu muội vẫn đang ở chỗ thương đội đương nhiên phải quay lại vạn nhất thương đội rời khỏi vậy thì phiền rồi có điều đây chỉ là việc nhỏ hắn lo lắng tới không chuyển đồng hơn hiện tại không chuyển đồng đã xuất hiện hai lần còn có khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện chỉ là chu phàm tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp hay bởi vì cơ hội hắn chủ động đi vào giấc mộng cách lần trước dùng vẫn chưa tới một tháng hiện tại cho dù muốn đi vào giấc mộng xin giúp đỡ cũng không có cách nào đúng là xui xẻo trên mặt chu phàm lộ ra vẻ lo lắng hắn nhìn nhìn chung quanh chọn một phương hướng tiếp tục đi tới chỉ là hắn đi một lúc trên mặt đất dâng lên một cái đầu giống như tảng đá trong nháy mắt chu phàm nhìn thấy cái đầu này thân thể hắn lập tức không ngừng thuấn di rời xa khi hắn dừng lại đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng chỉ là khi hắn dừng lại cái đầu đó thủy chung vẫn rất quỷ dị ở cách trước người hắn ba thước nó đã mở mắt con ngươi cam đỏ chăm chú nhìn chu phàm cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa đợi khi cảnh vật dừng lại không chuyển đồng mới biến mất ở trước mắt chu phàm chu phàm thấp giọng mắng một câu sau đó tập trung tinh thần lưu ý biến hóa chung quanh nơi này là đầm lầy phủ kín rong riêu trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt nhân tức sơn không có địa hình như vậy nơi này có thể là đâu tâm tình chu phàm trở nên trầm trọng sau khi ý thức xác nhận hiện tại không nguy hiểm lập tức lấy ra bản đồ địa hình phụ cận tiêu lôi châu phủ để kiểm tra hiện tại hắn chỉ hy vọng mình không bị dịch chuyển tới nơi cách tiêu lôi châu phủ quá xa nếu quá xa thậm chí ra khỏi ngụy quốc vậy hắn không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể trở lại tiêu lôi châu phủ thậm chí sẽ có đủ loại phiền phức chờ hắn rất nhanh hắn cao mày bản đồ địa hình hắn mua không đánh dấu bất kỳ đầm lầy tương tự nào có điều vậy cũng không có nghĩa là hắn đã rời xa tiêu lôi châu phủ dẫu sao nếu nơi quá nhỏ hoặc là không quan trọng bản đồ địa hình sẽ không đánh dấu